Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 128. Lộc Nguyên cau mày trầm tư một lát sau, sắc mặt có chút khác thường nói, nội môn cường giả đứng đầu, lấy lực lượng nổi tiếng Hàn Kha. Hàn Kiều Kiều rực rỡ cười một tiếng nói, ngươi có phát hiện hay không, ta và hắn lớn lên có chút giống. Trong chốc lát, tiên tim Lâm Yên lặng xuống, nguyên bản những cái kia huyên náo đệ tử, nghe được Hàn Kha danh tự này, cũng không nói. Thần tượng quyền Hàn Kha, đứng hàng nội môn 33. Người này vô cùng cho thỏa đáng chiến, dũng tàn nhẫn, thường xuyên một lời không hợp, liền vung tay, vì vậy, bên trong tông bất luận là nội viện, ngoại viện, vẫn là tạp dịch viện, cũng có không ít người biết. Nghe được Hàn Kiều Kiều như thế nói, Lộc Nguyên thần sắc, lập tức liền biến. Vốn là tự tin, tránh khí nghiêm nghị, ngay tức thì không còn gì vô tồn, sau lưng quần áo, lập tức liền bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, hắn hiện tại đột nhiên nghĩ tới, nghe nói, Hàn Kha có một cái biểu muội gia nhập thần cực tông ngoại môn. Đã từng có một không có mắt ngoại môn tiểu tử, thực lực không tệ, so mình còn cao mười mấy tên, không cẩn thận chọc phải cái này biểu muội, bị trực tiếp đánh cho thành tàn tật, chủ động nghỉ học. Hàn Kiều Kiều cầm ra một khối đưa tin ngọc phù, ở trong tay ném một cái, cười nói, tiếp tục chủ trì công đạo à, Lộc công tử. Vậy, cái đó, Lộc Nguyên môi có chút run run nói, Hàn tiên tử hiểu lầm, ta không phải cái ý này, ta là. Hắn vừa nói, cúi đầu, không dám đi xem sở doanh, ta là tới ủng hộ ngươi, ngươi làm đúng, chúng ta thân là thần cực tông đệ tử, tông môn là sự kiêu ngạo của chúng ta, làm sao có thể không mặc tông môn quần áo trang sức đây. Hắn nhận sợ, cho dù ai cũng nghe được, hắn đây là nhượng bộ, là cầm lời của mình đã nói, nhặt dậy ăn, có thể nói, coi như mặt mũi quét sân, hơn nữa, vẫn là ở rất nhiều người trước mặt. Lộc Nguyên cảm thấy vô cùng khuất nhục. Nhưng, hắn không được không làm như vậy, không dám chút nào câu oán hận, nếu như Hàn Kha tới thật, hắn liền nhượng bộ cơ hội, cũng không có. Ha ha, Hàn Kiều Kiều chỉ sở doanh cười nói, người nói, nàng mặc được lẳng lơ không lẳng lơ. Lộc Nguyên đầu, thấp được thấp hơn, lẳng lơ. Nghe không, Hàn Kiều Kiều khinh thường nhìn sở doanh, không phải ta ghim ngươi, người khác, cũng nói như vậy đây. Sở doanh lạnh lùng nhìn Lộc Nguyên một mắt, cảm thấy một hồi buồn nôn. Nếu như Diệp Thần, cho dù Hàn Kiều Kiều bối cảnh mạnh hơn nữa, vậy tuyệt sẽ không giống Lộc Nguyên như thế hèn yếu, làm người ta nôn mửa. Hàn tiên tử, nếu như không có chuyện gì, tại hạ đi trước. Cút đi, Hàn Kiều Kiều khoát tay một cái. Lộc Nguyên sẽ phải rời khỏi lúc đó, Hàn Kiều Kiều lại là lạnh lùng nói, ta bảo ngươi cút, không phải đi. Lộc Nguyên thân thể run lên, Hàn Kiều Kiều, quá mức, quá không nể mặt. Như vậy, hắn đời này ở bên trong tông cũng không ngóc đầu lên được à. Hắn cũng nhượng bộ, còn nếu như vậy sao? Làm sao, chẳng ngờ cút, vậy lưu xuống đi. Ta cút, Lộc Nguyên cắn răng nói, ta cút, dứt lời, lại thật là cúi người xuống, xem cầu vậy, hướng tiên tim ngoài rừng lăn đi, trắng tinh đạo phục, dính đầy đất bùn. Vẫn là câu nói kia, Hàn Kha, không chọc nổi, chịu nhục, hay là còn sống, Lộc Nguyên, lựa chọn chịu nhục. Hiện tại, Hàn Kiều Kiều đưa ra trường kiếm, hướng sở doanh mặt đẹp vỗ tới, không có ai giúp ngươi đâu. Cái này một kiếm hạ xuống, mặc dù sở doanh sẽ không thật bị thương, bất quá, gương mặt bị chụp đỏ, chụp sưng, nhưng là không trốn thoát được. Nhưng là, lang làm một tiếng thanh minh, một kiếm này lại bị chặn lại. Sở doanh trong tay, nhiều hơn một chuôi cổ khí trường kiếm, là đồ lan tâm cho nàng. Nàng chặn lại Hàn Kiều Kiều kiếm, mắt đẹp bên trong, thoáng qua sâu kín lửa giận, lạnh giọng nói, muốn đánh, liền đánh, đừng buồn nôn ta. Ha ha, Hàn Kiều Kiều nụ cười, lập tức giữ tợn, đánh. Cái gì đánh, ta là dạy ngươi làm người. Tiếng nói vừa dứt, Hàn Kiều Kiều trường kiếm trong tay, chợt bộc phát ra một hồi nóng bỏng màu đỏ kiếm mang. Thái hư cảnh ngưng luyện linh lực không ngừng cuồn cuộn, hướng về phía sở doanh, chém ra một kiếm. Kiếm quang lẫm liệt, khắp nơi tất cả hàn. Toàn bộ tiên tim lâm, đều ở đây kiếm quang bên trong hỗn loạn. Nhiệt độ cao xứ không khí vặn vẹo, nóng bỏng cuộn sạch, mọi người chỉ cảm thấy được đưa thân vào một phiến biển lửa. Kiếm lạnh lùng, cùng kiếm mang nóng rực, hòa làm một thể. Một kiếm này,
mặc dù không coi là bao nhiêu nghịch thiên, nhưng cũng tuyệt không phải như vậy dễ dàng tiếp, một kiếm này, hiện ra hết thái hư hậu kỳ võ giả thực lực mạnh mẽ. Mà một kiếm này, vẫn là hướng về phía Sở Doanh mặt quét tới. Nhưng, một kiếm này đừng nói bị đánh trúng, chỉ là thoáng cọ sát, Sở Doanh cũng sẽ hoàn toàn tàn phá nhan sắc đi. Ra tay một cái, chính là vô cùng cay độc, không biết, còn lấy là Hàn Kiều Kiều cùng Sở Doanh, có cái gì sinh tử đại thù đâu. Có thể trên thực tế, các nàng ngày hôm nay, bất quá là lần đầu tiên gặp mặt. Ngay cả lời, cũng chưa nói qua. Hàn Kiều Kiều, chính là thấy được Sở Doanh, căm ghét nàng vậy khuynh thành dung mạo. Liền muốn hạ độc thủ như vậy. Đối mặt vậy quét tới hồng quang, Sở Doanh hai tròng mắt bên trong, chợt lóe ra chói mắt ánh sáng bảy màu mang, nàng trong mắt thế giới, đột nhiên biến thành màu xám trắng, vạn sự vạn vật đường danh, rõ ràng có thể gặp, cho dù là vậy đạo do linh lực hóa thành hồng mang, cũng là như vậy. Trong thiên địa hết thảy, đều được vô số đường cong phức tạp tập hợp, mà ở nơi này đường cong bên trong, Sở Doanh, thấy được một cái sâu màu đen điểm. Nàng biết, đó là tượng trưng cho chết điểm. Cái gọi là sinh tử thể, chính là lâu dài ở sống chết bây giờ quanh quẩn người, lấy được thấy sự vật sanh thành cùng hủy diệt bản chất năng lực. Sở Doanh thân hình động một cái, vừa hướng sau cực nhanh thối lui, một bên, hướng về phía vậy quét về phía hắn hồng quang, đâm ra một kiếm. Một kiếm này bên trên, lăn lộn dậy từng cơn màu xám trắng sát khí, đánh chúng vậy đạo màu đỏ kiếm mang. Một kiếm này, vừa vặn rơi vào điểm đen kia bên trên. Một khắc sau, nhìn như xa xa mạnh hơn Sở Doanh một kiếm đỏ thấm kiếm mang, lại là ngay tức thì hỏng mất. Hóa thành đạo đạo linh lực, tiêu tán ở trong không khí. Mọi người mặt hiện vẻ kinh sợ, thật là mạnh. Như thực lực này tồn tại, lại có thể chống đỡ cái này cường thế một kiếm. Không tưởng tượng nổi à. Hàn Kiều Kiều mặt mũi, vậy âm trầm xuống, thân hình liền tránh, điên cuồng xuất kiếm, đạo đạo màu đỏ kiếm quang, như vũ vậy hướng Sở Doanh nghiêng đi. Sở Doanh hít sâu một hơi, ngưng tụ tâm thần, mắt đẹp bên trong, sáng lạng ánh sáng bảy màu mang hơn nữa đậm đà một phần, nàng vô cùng tinh chuẩn khống chế linh lực trong cơ thể, điều khiển sinh tử thể mang tới có thể đánh chúng vạn vật hủy diệt bản chất chết sát khí, tay trắng ngay cả động, mỗi một kiếm đánh ra, tuyệt không lãng phí một chút linh lực. Mà nàng mỗi động một lần, đều sẽ có một đạo đỏ thấm kiếm mang, sau đó mất đi. Sở Doanh lại trong chốc lát cùng Hàn Kiều Kiều lực lượng tương đương, không rơi hạ phong. Diệp Thần chân mày khều một cái, lộ ra thưởng thức nụ cười, Doanh Nhi tu võ thiên phú chiến đấu, lại vẫn ở hắn dự liệu bên trên, ước chừng cảnh giới như vậy, là có thể vượt cấp mà chiến. Xem trước khi tới Sở Doanh vì mình mà chết, thật nhân họa đắc phúc. Chiếu như vậy tu luyện tiếp, chắc hẳn Doanh Nhi tương lai thành tựu, sẽ không so Đồ Lan Tâm kém bao nhiêu. Dần dần, nửa canh giờ trôi qua, Hàn Kiều Kiều nguyên bản vậy mang tàn nhẫn trên gương mặt, đã tràn đầy vẻ lo lắng, mồ hôi đầm đìa, nguyên bản như vậy tu vi Sở Doanh, ở nàng trong mắt bất quá là tiện tay có thể bóp chết, khiến người chán ghét côn trùng thôi, nhưng ai biết, nữ nhân này, khó đối phó như vậy. Nàng hơn nữa ghen tị, oán độc, ghen tị Sở Doanh dung mạo đã xuất chúng như thế, tu võ thiên phú, lại vẫn như thế nghịch thiên. Có thể nàng tim loạn lên, kiếm trong tay, liền loạn hơn. Nàng hỏa vân cả ngày kiếm, là một môn mạnh mẽ kiếm pháp, bất quá, nàng cũng chỉ tu luyện đến nhập môn mà thôi. Nàng kiếm pháp, đã sắp đem hết. Mà nguyên bản, một mực ở lui về phía sau, phòng ngự, tránh né Sở Doanh, lúc này, nhưng đón kiếm kia mang lửa vũ, từng bước về phía trước. Trường kiếm trong tay liền vũ, sát khí sôi trào, đem từng đạo xích mang mất đi. Hàn Kiều Kiều cả kinh, Sở Doanh lại thông qua ngắn ngủi này nửa canh giờ giao thủ, liền sờ thấu nàng kiếm đường. Sở Doanh, bắt đầu phản kích. Trong chốc lát, tình thế điên đảo, Hàn Kiều Kiều ngược lại rơi vào phòng thủ cục diện. Nàng trên mặt vẻ lo lắng nồng hơn, kiếm pháp càng xốc xếch, nàng biết tiếp tục như vậy nữa, mình là muốn thua liền à. Vậy hai người và Hàn Kiều Kiều cùng chung ngăn lại Sở Doanh cô gái, hai mắt nhìn nhau một cái. Lặng lẽ hướng Tiên Tim Lâm đi ra ngoài, vừa lấy ra đưa tin ngọc phù. Các nàng vậy nhìn ra được, Hàn Kiều Kiều tình huống, rất không ổn, hiện tại chỉ có thể tìm Hàn Kha để giải quyết hết thảy. Chỉ cần Hàn Kha tới,
Sở Doanh chính là Lại Nghịch Thiên, vậy chết chắc. Một phút, hai phút, ba phút. Ngắn ngủi năm phút, Sở Doanh thì đã lại gần liền Hàn Kiều Kiều trước người. Không muốn. Hàn Kiều Kiều kinh hô một tiếng, liều mạng rút lui, không để ý linh lực tiêu hao, tùy tiện hướng về phía Sở Doanh hất kiếm mang, nồng nặc kiếm quang, tạo thành một phiến biển lửa, chỉ cầu đem Sở Doanh bức lui. Nhưng Sở Doanh, nhưng là cười lạnh một tiếng, nàng đã đem Hàn Kiều Kiều kiếm đường, hoàn toàn sở thấu, thân hình chớp mắt, bắt ngay lập tức cơ hội, tránh thoát bén nhọn nhất một đạo kiếm quang. Nàng tay trắng động một cái, kiếm ra như rồng, một kiếm liền đem vậy nhìn như mênh mông biển lửa hóa thành hư không, cho dù Hàn Kiều Kiều liều mạng muốn né tránh, một kiếm này, vẫn là rơi vào nàng vậy trắng nõn trên bắp đùi. Giao, huyết quang chớp mắt. Thật là đau. Hàn Kiều Kiều kêu thảm một tiếng, nhìn Sở Doanh, trong mắt bên trong, đã có vẻ hoảng sợ. Sở Doanh sắc mặt lạnh như băng, lóe lên ánh sáng bảy màu chiếu rọi mắt đẹp bên trong, toát ra một cổ kinh khủng tức giận. Nàng đột nhiên mở miệng, mang một nụ cười châm biếm nói, ngươi biết không? Ta thể chất, là sinh tử thể, có thể nhìn thấu vạn vật hủy diệt, nếu là bị ta đánh trúng diệt điểm, cho dù sử dụng cổ thuốc, cũng là rất khó khôi phục. Vừa nói, nàng một kiếm hướng Hàn Kiều Kiều gương mặt đâm tới. Dung mạo, đối với mỗi người đàn bà mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu, có lúc, so sinh mạng quý giá, Sở Doanh mặc dù không sẽ phô trương mình đẹp, nhưng, vậy tuyệt không cho phép người bất kỳ tổn thương nàng dung nhan. Hàn Kiều Kiều, muốn cho nàng tàn phá nhan sắc. Vậy nàng, tại sao không thể như thế đối đãi Hàn Kiều Kiều đâu? Một khắc sau, huyết quang chớp mắt, Hàn Kiều Kiều trên mặt ra. Lại là ngay tức thì nổ tung, nguyên bản còn coi như xinh đẹp gương mặt, lúc này, nhưng là chảy máu đổ vào một phiến. Người tiện nhân này, Hàn Kiều Kiều liên tiếp lui về phía sau, trường kiếm trong tay, rớt xuống đất, tinh thần tan vỡ vậy dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào mình gương mặt, trên mặt truyền tới đau đớn, nói cho nàng, mình thật bị Sở Doanh hủy khuôn mặt. Hai đạo máu nước mắt, theo Hàn Kiều Kiều gương mặt tuột xuống, nàng tóc tai bù xù. Vô cùng thê lương địa đối trước Sở Doanh gầm hét lên, ta thề. Ca ta nhất định sẽ dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn, cầm ngươi hành hạ đến chết, là ta trả thù. Sở Doanh lạnh lùng nhìn Hàn Kiều Kiều một mắt, không để ý tới sẽ phải rời khỏi Tiên Tim Lâm. Nhưng vào lúc này, ầm một tiếng vang thật lớn, từ Tiên Tim Lâm cửa chính chỗ truyền tới một đạo độn quang, trực tiếp đập xuống ở Tiên Tim ngoài rừng. Một khắc sau, mọi người chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái. Một người mặc đệ tử nội môn hầu hạ, thân cao đến gần hai gạo cao lớn nam tử, liền xuất hiện ở Hàn Kiều Kiều trước người. Một người hơi thở hung hãn, giống như thái cổ ma thú nam tử. Người này, chính là thần tượng quyền Hàn Kha, tu vi chém ách tầng hai thiên, tựa hồ, cách đột phá, chỉ kém như vậy từng tia. Biểu muội, Hàn Kha quét Hàn Kiều Kiều một mắt, con người co rúc lại. Hắn thở nhỏ, phụ mẫu mất tích. Là ở cứu cứu nhà lớn lên, và Hàn Kiều Kiều cảm tình cực sâu, hắn mạnh mẽ sau đó vậy là đặc biệt sủng ái Hàn Kiều Kiều. Có thể hiện tại, mình cái này biểu muội lại bị người hủy khuôn mặt. Hàn Kiều Kiều chảy máu nước mắt, nhào tới Hàn Kha trong ngực nói, biểu ca. Thay ta trả thù, ta muốn nàng so ta xấu xí hơn, xấu xí gấp 10.000 lần. Cầm nàng gương mặt đó, đập bể. Được, biểu ca vì ngươi trả thù. Hàn Kha đối với mắt thật to hung hãn chừng hướng Sở Doanh, chém ách hơi thở, điên cuồng bùng nổ, hướng Sở Doanh nghiền ép đi. Sở Doanh sắc mặt liền trắng, kiếm quang cuồng vũ, Hàn Kha một món hơi thở sẽ để cho nàng muốn đem hết toàn lực ngăn cản. Cái này còn là nàng có sinh tử thể dưới tình huống, có thể đem hơi thở mất đi, nếu không, ngăn cản cũng không ngăn được. Nhưng, dù vậy, nàng vẫn bị ép điên cuồng lui về phía sau. Khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, bị nội thương. Sở Doanh thở hào hển, trên trường kiếm sát khí cuồn cuộn, trong con ngươi xinh đẹp ánh sáng bảy màu mang lóng lánh, nàng biết mình và Hàn Kha chênh lệch quá lớn, sinh tử thể, cũng có cực hạn, Hàn Kha tiện tay nhất kích, cho dù nàng có thể đánh trúng diệt điểm, vậy không có năng lực đem tan biến. Thậm chí, nàng cảm giác được nếu không phải Hàn Kha chẳng ngờ trực tiếp giết nàng, không có toàn lực thả ra hơi thở, hiện tại. Mình đã làm trọng thương. Nhưng, coi như là như vậy, nàng vậy tuyệt sẽ không cúi đầu. Nàng là kiêu ngạo, hơn nữa,
nàng là Diệp Thần người phụ nữ, nàng tuyệt sẽ không làm ra cho Diệp Thần chuyện mất mặt. Ha ha, cầm ta biểu muội bị thương thành như vậy. Xem ra, nhà ngươi dậy, thật rất kém cỏi à. Hàn Kha hướng về phía Sở Doanh gầm hét lên, không người quản ngươi, vậy chỉ có thể ta để ý tới, làm chuyện sai, là phải bị phạt. Vừa nói, hắn bàn tay một tấm, trực tiếp hướng Sở Doanh mặt đẹp quạt đi. Sở Doanh chợt hít một hơi, Hàn Kha một chưởng này phiến tới, thật là, giống như là trời sập xuống vậy à, để cho nàng không thể tránh né. Thậm chí, nhúc nhích không được. Hơn nữa, lấy nàng bây giờ tu vi, liền diệt điểm cũng không thấy được. Mà một chưởng này, rơi xuống, mặt nàng, thật sẽ bị đánh nát chứ. Sở Doanh mắt đẹp bên trong, thoáng hiện lệ quang, nàng tình nguyện trực tiếp chết, cũng không nguyện ý để cho Diệp Thần thấy nàng đổi xấu xí dáng vẻ. Có thể nàng hiện tại, liền tự sát, cũng không làm được. Xong rồi. Sở Doanh nhắm lại hai tròng mắt, tuyệt vọng. Có thể một khắc sau, dự đoán bên trong đau đớn, không có đến. Hàn Kha tay, chợt dừng lại. Nói chính xác, là bị người bắt được. Diệp Thần đứng ở Sở Doanh trước người, hắn lạnh như băng nhìn Hàn Kha, mở miệng nói, có người hay không nói với ngươi, đánh người phụ nữ, không phải là một thói quen tốt, đặc biệt, là đánh phụ nữ của ta. Ngươi có gia giáo, ta, cũng muốn dạy dỗ ngươi. Tiên tim trong rừng một đám đệ tử, đều là rung động đến tột đỉnh nhìn Diệp Thần, giống như thấy được mặt trời ở mình trước mắt nổ vậy. Xem Diệp Thần hình dáng, cũng bất quá là một người đệ tử tạp dịch chứ. Hiện tại đệ tử tạp dịch, cũng như thế thích tự sát. Đây chính là nội môn 33 thần tượng quyền Hàn Kha à. Ngươi là thứ gì, cũng xứng dậy dỗ người ta, cũng dám nói ra cái này loại huênh hoang. Chẳng lẽ là nghe nói tạp dịch viện ra một cái vô địch yêu nghiệt, tất cả đệ tử tạp dịch, cũng nhận vì mình cũng có thể càn quét hết thảy, coi thường ngoại môn, nội môn chênh lệch. Cực kỳ buồn cười. Nhưng đột nhiên gian, mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, biến hóa. Nguyên bản, mọi người tới miệng giễu cợt, làm nhục, miễn cưỡng, nuốt trở về. Cái này bắt được Hàn Kha tay đệ tử tạp dịch, thế nào thấy có chút quen mắt. Diệp Thần cùng Khâu Vấn trận chiến ấy, không ít người, dùng lưu ảnh tinh ghi xuống, ở bên trong tông môn mua bán. Hiện tại, có thể nói toàn tông trên dưới, đều không mấy người, không nhận biết Diệp Thần. Những cái kia khinh thường, khinh miệt tầm mắt, trong phút chốc, biến thành hưng phấn. Chẳng lẽ, hắn chính là trong truyền thuyết tạp dịch viện yêu nghiệt, ma thần Diệp Thần. Không sai, vậy ở thần cực tông bên trong, chỉ cần là có danh tiếng, xếp hạng trên thiên tài, cũng sẽ có được một cái danh hiệu, bất quá, tạp dịch viện đệ tử, cho tới bây giờ là không có. Diệp Thần, là cái đầu tiên lấy được danh hiệu đệ tử tạp dịch. Hơn nữa, một lấy được, chính là ma thần cái này chồng, bá đạo vô cùng danh hiệu. Vậy, chỉ có đệ tử chân truyền, mới có thể có như vậy danh hiệu à? Có thể gặp, Diệp Thần ở rất nhiều đệ tử trong lòng, là biết bao nghịch thiên. Suy nghĩ một chút, thật có khả năng. Phổ thông đệ tử tạp dịch, có thể bắt được Hàn Kha tay. Ha ha, không trực tiếp nổ tung, liền coi là không tệ. Hàn Kha nhìn xem Diệp Thần tay, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Buông tay, Hàn Kha âm sâm sâm nói, ta bỏ mặc ngươi là ai, hiện tại cút, ta tha ngươi không chết. Diệp Thần khẽ mỉm cười, buông lỏng Hàn Kha tay. Mọi người nhướng mày một cái, lại thật buông tay. Không nên à, ma thần Diệp Thần, không phải hẳn bá đạo vô cùng sao? Chẳng lẽ, bọn họ nhìn lầm rồi, người này, không phải Diệp Thần. Gặp Diệp Thần buông tay, Hàn Kha, cười, tục tằng trên gương mặt thoáng qua một chút khinh miệt nói, tránh ra, thằng nhóc, vì một người phụ nữ chết, không đáng giá được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần nhưng không chút nào di động ý kiến, mà là ngưng mắt nhìn Hàn Kha hai mắt nói, tạp dịch viện Diệp Thần, cùng ngươi cuộc chiến sinh tử, ngươi, dám tiếp sao? Yên tĩnh. Giờ khắc này, tiên tim lâm bên trong, vạn vật ngừng, im hơi lặng tiếng. Bọn họ, không có nghe lầm. Trực tiếp hướng Hàn Kha, nói lên cuộc chiến sinh tử. Coi như là trong truyền thuyết Diệp Thần, vậy quá ngông cuồng một chút đi. Hàn Kha, ở Chém Ách, đã không biết đã bao nhiêu năm, hơn nữa. Hắn vậy ở vũ khí cường đại bên trong,
cũng không có so hung hãn thần tượng quyền, đã sớm tu tới viên mãn. Thực lực và khâu vấn, căn bản không phải một cấp bậc. Thậm chí có người nói, Hàn Kha thực lực, đã đủ để tiêu diệt rất nhiều nội môn người. Diệp Thần đôi mắt gắt gao tập trung vào Hàn Kha, quả thật, Hàn Kha thực lực, vẫn còn ở khâu vấn bên trên, bất quá, vậy thì thế nào? Hắn tổn thương người phụ nữ mình, liền là tội chết. Tội không thể tha. Hàn Kha cười, trong nụ cười là mênh mông sát ý. Nguyên lai, ngươi chính là cái đó ma thần Diệp Thần. Ha ha ha, ma thần, thật là buồn cười à, nghe nói, ngươi rất vô địch. Đều phải đem toàn bộ tông môn thiên tài, các yêu nghiệt, dẫm ở dưới chân. Những cái kia tạp dịch viện phế vật, con giỏi cửa, thật giống như đều phải cầm ngươi nâng trời cao à. Có phải hay không, qua mấy ngày chúng ta nội viện đệ tử, đều phải cho các ngươi tạp dịch viện con giỏi cửa bưng trà dâng nước. Hàn Kha cả thân bắp thịt, chợt bành trướng, một cổ khổng lồ đến không cách nào hình dung uy thế, ngay tức thì bao phủ toàn bộ tiên tim lâm. Lão tử! Đã sớm muốn một quyền cầm ngươi làm bể. Không nghĩ tới, chính ngươi đụng đến ông trên tay. Cuộc chiến sinh tử, chỉ có ngươi chết, ta sinh. Thần tượng quyền. Ngang. Một tiếng tượng minh, vang khắp cửu tiêu. Một tia sáng trắng, ở Hàn Kha sau lưng hiện lên. Một đạo tràn đầy thần tính cùng chân linh hơi thở bạch tượng hư ảnh, hạ xuống ở tiên tim trong rừng. Nháy mắt tức thì, trừ Sở Doanh, tiên tim trong rừng tất cả mọi người. Lại là đều bị cái này bạch tượng hơi thở, đè được cúi nằm ở, nhúc nhích không được. Sở Doanh có thể đứng, là bởi vì là Diệp Thần thay nàng ngăn cản hơi thở này. Diệp Thần chân mày khều một cái, trong con ngươi, thoáng qua nhàn nhạt kinh ngạc. Cái này Hàn Kha, lại như hắn vậy, cũng có thể luyện hóa thần tính lực lượng cùng chân linh lực. Bất quá, bàn về tinh thuần, bàn về phát huy lực lượng trình độ, Hàn Kha so với Diệp Thần. Giống như con giun cùng cự long, khác biệt một trời. Nhưng, Hàn Kha một quyền này lực lượng, nhưng cũng coi như tốt vô cùng, tính luôn linh lực, thần tính, chân linh, võ vân. Vân thêm được, đã khó khăn lắm đột phá cực kỳ cường đại tồn tại. Một quyền này, đã đủ để trong nháy mắt giết có thiên hỏi huyết mạch khâu vấn. Bất quá, Diệp Thần thần sắc, khôi phục bình tĩnh. Cũng chỉ như vậy mà thôi thôi. Hắn. Không phải khâu vấn. Phá thiên lực, ở Diệp Thần trong cơ thể mãnh liệt gào thét, Diệp Thần lại là giống vậy, hướng về phía Hàn Kha vậy ánh sáng trắng lượn quanh thạc quả đấm to, đánh ra một quyền. Thuần túy lấy thể xác cứng rắn đụng. Hơn nữa, Diệp Thần chưa dùng tới bất kỳ võ, chính là bình thường một quyền mà thôi. Hai quyền chạm nhau, giống như hai cái tinh cầu, ở vũ trụ bên trong lẫn nhau đụng. Âm một tiếng. Một đạo vô hình sóng địa chấn, hướng bốn phương tám hướng, cuộn sạch đi, hai người dưới chân mặt đất, ngay tức thì vỡ vụn, nguyên bản, giống như nhân gian tiên cảnh giống vậy tiên tim lâm, ở chấn ba dưới sự xung kích, cây cối nghiền, hoa cỏ tiêu tán, mưa gió biến sắc, nháy mắt tức thì, là được ngày tận thế vậy hoang vô cảnh tượng. Tiếp theo, ở mọi người không tưởng tượng nổi nhìn chăm chú dưới, Hàn Kha vậy nhìn như, có thể đem thần quốc đánh thủng, cứng rắn vô cùng thiết quyền bên trên. Hiện lên vô số vết rách. Vết rách thật nhanh lan truyền, ngay tức thì liền tràn đầy kéo dài liền Hàn Kha toàn thân. Sau đó, rắc rắc một tiếng, trong quả đấm, phiêu tán chút bột, đó là bể tan tành thể xác. Hàn Kha trên gương mặt, hiện lên vô cùng sợ hãi thần sắc, hắn há miệng một cái, tựa hồ muốn nói. Cũng không cùng hắn thanh âm phát ra, cả người, liền hóa thành chút bột, tiêu tán ở trong không khí. Yên lặng như tờ. Cho dù mọi người còn nằm trên đất, thậm chí, đều quên đứng dậy. Bọn họ lúc này, không có bất kỳ ý tưởng, óc, hoàn toàn chỗ trống. Chỉ có hai chữ, ở bọn họ đầu óc bên trong, điên cuồng nhảy. Ma thần. Chính là ma thần. Chân chính ma thần. Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt thu tay về, lực lượng, không phải số học. Hàn Kha một quyền kia, đạt tới Diệp Thần một nửa, nhưng... Hai người chênh lệch, cũng không phải một thêm một, tương đương với hai, đơn giản như vậy. Đến Diệp Thần tầng thứ này lực lượng, chênh lệch gấp đôi, là có thể tạo thành 1000 lần lực tàn phá. Hàn Kha lực lượng rất mạnh, coi như nghịch thiên, đáng tiếc, hắn đụng phải Diệp Thần, đáng tiếc, hắn lựa chọn dùng sức tính, nghiền ép Diệp Thần.
Diệp Thần hấp thu thần ma chỉ lực lượng chỉ đột phá đến thái hư nhất tầng thiên. Đây thật ra là giả tưởng. Tu vi đối với Diệp Thần mà nói không coi vào đâu. Hắn tu vi bị luân hồi huyết mạch áp chế. Luân hồi huyết mạch để cho Diệp Thần đột phá mỗi một cảnh giới đều là địa ngục kiểu mẫu. So người bình thường đột phá khó khăn gấp vạn lần. Hơn nữa, thái hư lôi kiếp chậm chạp không có hạ xuống. Diệp Thần cũng không biết là tại sao. Hắn biết, lôi kiếp đang nổi lên. Mà giờ khắc này, nội môn 33, thần tượng quyền Hàn Kha, chết. Hàn Kiều Kiều nằm trên đất, nhìn Hàn Kha biến thành bột, đưa tay ra, phí công ở trong không khí nắm, nàng trong mắt, lý trí đã hoàn toàn biến mất, bị Sở Doanh đánh bại, tàn phá nhan sắc, mình duy nhất có thể dựa vào biểu ca, lại bị người đánh thành bụi phấn. Hàn Kiều Kiều đạo tâm, hoàn toàn hỏng mất. Diệp Thần ánh mắt, quét qua mọi người ở đây, trên đường, mấy đạo ánh mắt, cùng hắn va chạm, mấy đạo từ đàng xa nội viện, truyền tới ánh mắt. Hắn biết, có nội viện đệ tử mắt thấy hắn cùng Hàn Kha quá trình chiến đấu. Diệp Thần hít sâu một hơi, chợt mở miệng nói, Sở Doanh, là ta Diệp Thần người phụ nữ, đừng đối với nàng động bất kỳ tâm tư, càng chớ làm tổn thương đến nàng một sợi tóc, nếu không, ta bảo đảm, Hàn Kha kết quả, chính là kết quả của các ngươi. Sóng âm cuồn cuộn, hướng bốn phương tám hướng lao nhanh đi, ngay tức thì, liền truyền tới thần cực tông mỗi cái xó xỉnh. Tiên tim trong rừng mọi người, rối rít sợ hãi cúi đầu, không dám nâng lên, không dám chút nào bất kính, không dám làm xảy ra cái gì động tác, để cho Diệp Thần cho rằng, mình ở cãi lại mệnh lệnh của hắn. Không sai, chính là mệnh lệnh. Diệp Thần hiện tại, ở những đệ tử này trong mắt, chính là chí cao tồn tại. Ma thần. Danh bất hư truyền. Mà Sở Doanh, đứng ở Diệp Thần sau lưng, nhưng là mặt đẹp ửng đỏ cười. Hạnh phúc cười. Bị một cái lớn mạnh như vậy nam tử duy trì cảm giác, thật rất tốt. Nàng tin tưởng, chỉ cần có Diệp Thần ở đây, trên cái thế giới này, liền không có người nào, có thể thật được thương tổn tới mình. Diệp Thần xoay người, nhìn về phía Sở Doanh, thấy nàng vết máu ở khóe miệng, trong mắt lóe lên một chút đau lòng. Hắn vốn định, để cho Sở Doanh đối mặt mâu thuẫn, ở trong xung đột trưởng thành, có thể ở Sở Doanh bị Hàn Kha hơi thở chấn thương một khắc kia, hắn hối hận. Đau lòng. Tạm thời, vẫn là do mình bảo vệ Doanh Nhi đi, cùng nàng lại thành lâu một chút, có năng lực đối mặt nội môn cường giả lúc đó, lại để cho nàng chui luyện, cũng không muộn. Thần cực tông bên trong đại điện, một tất cả trưởng lão, tông chủ Ngọc Chân Tử, và Đồ Lan Tâm, đang ngồi chung một chỗ. Mặt của bọn họ bàng, đều mang nụ cười, từng cái sống không biết nhiều ít vạn năm lão quái vật, lúc này, nhưng vui vẻ được giống như một đứa nhỏ. Diệp Thần thằng nhóc này, đủ người đàn ông. Diệp Thần biểu hiện, lần nữa mang cho bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ. Một quyền trong nháy mắt giết Hàn Kha. Đệ tử chân truyền, cũng chưa chắc có thể làm được chứ. Diệp Thần mới gia nhập thần cực tông bao lâu, thì phải có thể so với đệ tử chân truyền. Như vậy biểu hiện, nếu như bọn họ không vui tươi hớn hở, không ngốc cười, mới kỳ quái. Nguyên bản, thần cực tông, ở rất nhiều tông môn bên trong, bởi vì không có yêu nghiệt đệ tử, có thể nói, hàng năm tiến hành trao đổi đệ tử, so tài trao đổi cùng hoạt động bên trong, bọn họ những cao tầng này, đều là đi mất mặt xấu hổ, có thể năm nay, bọn họ biết, thần cực tông muốn quật khởi. Bởi vì, thần cực tông ra một Diệp Thần. Ma thần Diệp Thần. Nội môn bên trong, một tòa toàn thân do bạch ngọc đại bàng thế lầu các bên trong, phiêu tán ra vô cùng là đậm đà rượu thơm, bốn người đang vây quanh trong lầu các duy nhất một cái bàn ngồi. Cái này bốn người, dung mạo khác nhau, nhưng lại có một chút, là giống nhau. Bọn họ trong mắt, đều là màu tím đậm, hơn nữa, bọn họ khí tức trên người, cũng là vô cùng là quỷ dị, tựa hồ cùng người thường không cùng. Đồng thời, bọn họ trên mình cũng tản ra máu tanh nồng nặc khí, mấy người này trên mình, hiển nhiên cũng lưng đeo không ít người mệnh. Giống như từ núi thây biển máu bên trong, bò ra vậy. Cái này bốn người, theo thứ tự là nội môn ngày thứ nhất Ma Hồng Diễn, nội môn thứ ba Viêm Ma Kỳ Tân, nội môn thứ tư Lôi Ma Ngư Phi Diệp cùng nội môn thứ sáu Đá Ma Triệu Côn. Cái này mấy người, là đứng ở nội môn tột cùng nhất mấy người, hơn nữa, bọn họ đều không là thuần túy nhân tộc. Mà là nhân ma tộc. Cái gì là nhân ma tộc? Nhân ma tộc,
cùng thần quốc đối kháng vực ngoại thiên ma không cùng, có thể nói, coi như là thần quốc bản thổ ma tộc. Thậm chí vượt qua linh võ đại lục ma tộc. Những ma tộc này, ở mấy trăm tỷ năm trước, có thể cùng vực ngoại thiên ma, có cùng nguồn gốc, nhưng, mấy trăm tỷ năm qua, nhân ma tộc ở lại thần quốc sinh tồn, cùng nhân tộc lấy nhau, đã hoàn toàn thích ứng thần quốc thiên địa linh khí, biến thành một loại hoàn toàn bất đồng tồn tại. Nếu như vực ngoại thiên ma, thật thành công xâm lược, sợ rằng trước nhất muốn giết chính là những người này ma tộc. Bởi vì, vực ngoại thiên ma, lấy huyết mạch của mình là kiêu ngạo. Nhân ma tộc như vậy hỗn tạp nhân tộc máu, lại có bộ phận thiên ma huyết thống tồn tại, là vực ngoại thiên ma sỉ nhục. Cho nên, nhân ma tộc, chuyện đương nhiên gia nhập chống lại vực ngoại thiên ma tiền tuyến nhất. Nhân ma tộc, mặc dù hỗn hợp nhân tộc huyết mạch, nhưng cũng giữ nguyên ma tộc bổn nguyên bộ phận, mà phần lớn ma tộc, cũng so nhân tộc càng cường đại hơn. Là lấy nhân ma tộc võ giả, lớn hơn tu võ thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, hơn nữa xa xa mạnh hơn cùng cấp nhân tộc võ giả. Hồng Diễn cùng bốn người, tuổi tác, còn không có vượt qua 30 tuổi, có thể mấy người tu vi, đều đã gọi là trong thần quốc tinh anh tồn tại. Hồng Diễn lại là nghịch thiên ở giữa nghịch thiên, 28 tuổi, tu vi nhưng là khủng bố đến mức tận cùng. Kỳ Tân, Ngư Phi Diệp, Triệu Côn các người, cũng là chém ách tu vi. Kỳ Tân mặt mũi thanh tú, nhưng lại mang một chút tà mị, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, phong độ nhẹ nhàng, mang một quả lấy tựa như hàm chứa đúng mảnh tinh không màu tím đá quý chế thành bông tai rũ, tản ra mê người mà nguy hiểm hơi thở, hắn mặc dù không có đang cười, có thể người bất kỳ thấy hắn, cũng không khỏi có loại muốn hôn gần cảm giác. Nhưng lại không dám quá đến gần. Hắn hướng về phía cái khác mấy người mỉm cười nói, mấy vị, nghe nói, gần đây tạp dịch viện, ra một nghịch thiên đệ tử, trở thành rất nhiều người thần tượng, các ngươi biết, bọn họ ban cho hắn danh hiệu, tên gì sao? Mặc dù cùng là nhân ma tộc, nhưng Kỳ Tân bề ngoài, lại cùng Hồng Diễn hoàn toàn không cùng, hắn mặc dù vậy gọi là anh Tuấn, nhưng mặt mũi nhưng kiếm gọt dìu đục, dương cương cực kỳ, tánh tình vậy vô cùng là hỏa bạo. Nghe được Hồng Diễn lời nói, hắn đem ly rượu trong tay tạo thành nghiền, diễn cảm dữ tợn nói, ha ha. Ma thần, một cái đệ tử tạp dịch, lại dám gọi là ma thần. Liền Hồng đại ca danh hiệu, cũng chỉ là thiên ma mà thôi, tên này lại bị gọi là ma thần, vẫn để ý sở ứng địa phương đón nhận. Đây là căn bản không cầm người chúng ta ma tộc, coi vào đâu à. Sắc mặt trắng bệch, dung mạo có chút âm u Ngư Phi Diệp cũng là cười lạnh phụ họa nói, giết mấy cái phế vật nhân tộc, liền dám được gọi là ma thần. Những người này tộc, là muốn leo đến trên đầu chúng ta dương oai. Nói thật, rất cũng chưa có ở tông môn chơi qua con kiến hôi. Nếu không, chơi một chút cái này con kiến hôi. Một mực yên lặng không nói Triệu Côn, đột nhiên uống một ly rượu, mở miệng nói, các vị đại ca, lúc ấy cái này kêu Diệp Thần tiểu tử cùng vậy Hàn Kha chiến đấu, ta xem. Mọi người nghe vậy, đều nhìn về Triệu Côn. Triệu Côn sắc mặt có chút âm trầm nói, Hàn Kha, ở trong mắt chúng ta mặc dù không tính là cái gì, nhưng, cũng có mấy phần thực lực phế vật, đặc biệt là hắn lực lượng, coi như mạnh, chúng ta bên trong trừ Hồng đại ca, muốn giết hắn, sợ rằng đều phải dùng một chiêu trở lên. Ngư Phi Diệp ánh mắt chớp mắt nói, ý ngươi là nói, thằng nhóc này, dùng một chiêu, liền chu diệt Hàn Kha. Triệu Côn nặng nề gật đầu một cái nói, không tệ. Hơn nữa, vẫn là chỉ dùng lực lượng, nghiền ép được Hàn Kha. Bàn về lực lượng, thằng nhóc này rất vô địch. Thật không nghĩ ra, thằng nhóc này là như thế nào tu được như thế kinh khủng lực lượng. Xem thằng nhóc kia, căn cốt mới bất quá 30 tuổi. Mọi người nghe vậy, trong chốc lát, rơi vào trầm mặc. Liền bọn họ, cũng không có tự tin dùng một chiêu trong nháy mắt giết Hàn Kha, chớ nói chi là chỉ dùng lực lượng, chẳng lẽ nói. Cái này thái hư cảnh đệ tử tạp dịch, so bọn họ còn mạnh hơn. Không thể nào đâu. Kỳ Tân cau mày nói, thằng nhóc này, mặc dù không phối được gọi là ma thần, nhưng hắn tư chất, tiềm lực, quả thật có mấy phần kinh khủng. Trong bốn người, chỉ có Hồng Diễn, vẫn là sắc mặt trầm tĩnh, ở nhàn nhã uống rượu, nghe được Kỳ Tân lời ấy, chỉ là cười nhạt nói, nếu là không có cái này cùng tư chất, vậy tiểu tử kia lại làm sao sẽ bị Đồ Lan Tâm tự mình mang đến bổn tông đâu. Thậm chí, ta còn nghe nói, tông môn cao tầng, cũng trong bóng tối chú ý hắn.
Đồ Lan Tâm. Nghe được cái tên này, còn lại ba người, đều là sắc mặt biến đổi. Nhân ma tộc võ giả, gần đây kiêu ngạo vô cùng, mắt cao hơn đầu, không thế nào coi trọng nhân tộc võ giả, vậy không thế nào đem nhân tộc cường giả, coi vào đâu, nhưng, nếu nói là nhân tộc bên trong, có cái nào tên chữ, có thể để cho người người của ma tộc, nghe tiếng sợ vỡ mật mà nói, đó chính là Đồ Lan Tâm. Nghe nói, nhiều năm trước, bọn họ nhân ma tộc chí cường giả, ma tôn Vân Vô Hình, đang cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu bên trong, tình cờ làm quen Đồ Lan Tâm. Vân Vô Hình cho dù ở nhân ma tộc bên trong, cũng có cực hạn thiên phú, hắn tu võ ngàn năm, liền lên đỉnh thành là thần quốc đứng hàng trước 100 cường giả. Tươi đẹp vạn cổ, đừng nói là tộc người, liền liền nhân ma tộc cô gái, hắn cũng căn bản coi thường, cảm thấy căn bản không có người, xứng với mình. Thậm chí, đời trước thần quốc một vị ma tôn, muốn đem mình vậy cực kỳ yêu nghiệt gả con gái cho hắn, đều bị hắn cự tuyệt. Có thể từ hắn gặp qua Đồ Lan Tâm sau đó, Vân Vô Hình liền một phát không thể thu thập yêu liền Đồ Lan Tâm. Bắt đầu điên cuồng theo đuổi nàng. Nhưng, Đồ Lan Tâm từ đầu đến cuối, cũng không có nhìn tới Vân Vô Hình, nhiều lần cự tuyệt hắn sau đó, thậm chí cảm thấy phiền, cùng Vân Vô Hình bây giờ xảy ra mâu thuẫn. Cụ thể quá trình là không có ai rõ ràng, nhưng, từ đó về sau, Ma Tôn liền bế quan tu dưỡng, lại nữa xuất chiến, cho dù đến hiện tại. Vẫn là như vậy. Có thể gặp, cái này Đồ Lan Tâm thực lực, là kinh khủng dường nào. Mà nàng ánh mắt, lại cao bao nhiêu. Mà như vậy một người cô gái, nhưng coi trọng Diệp Thần. Đủ để thuyết minh Diệp Thần, là biết bao nghịch thiên tồn tại. Ngư Phi Diệp cặp mắt u quang lóe lên nói, chẳng lẽ, chúng ta thì thật chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Kỳ Tân chợt đứng dậy, thì phải đi gác lửng đi ra ngoài. Hồng Diễn nhàn nhạt nói, Kỳ Tân, đi nơi nào? Kỳ Tân dừng bước, hơi xoay đầu lại, lạnh như băng nói, Hồng đại ca, ngươi nếu như muốn bảo chúng ta nhịn xuống đi, đừng đụng vào trên tay tiểu tử này nói, ta đã nghe đủ rồi, nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước. Ngồi xuống đi. Hồng Diễn lần nữa cầm ra một ly rượu, rót một ly rượu, bày trên bàn, hướng về phía Kỳ Tân mỉm cười tỏ ý nói, ngươi biết, ta không thích nhất chuyện, chính là nhẫn. Kỳ Tân nghe vậy, thần sắc động một cái, lần nữa ngồi xuống, uống Hồng Diễn rót rượu nói, Hồng đại ca, nói thế nào? Ngươi có nắm chắc, đánh bại thằng nhóc này sao? Hồng Diễn lắc đầu nói, không có. Hắn là một cái người có lý trí, đối với thực lực, phán đoán được rất chính xác, sẽ không mù quáng tự đại, hắn biết, quá tự đại, chết nhanh hơn. Còn lại ba người, khẽ cau mày. Hồng Diễn nhưng là lơ đễnh, cười nói, các ngươi biết. Ban đầu, ta tại sao tìm các ngươi, cùng nhau gia nhập thần cực tông sao? Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, lắc đầu một cái. Lấy bọn họ tư chất, bất kỳ một người nào một nhóm thế lực, đều có thể đi, nhưng là Hồng Diễn ban đầu, nhưng mang bọn họ, cùng nhau gia nhập liền yếu nhất thần cực tông. Hồng Diễn mắt tím bên trong, sạch bóng chớp mắt nói, bởi vì thần cực tông bên trong, có một bản cổ tịch. Một bản ghi lại viễn cổ ma tộc bí thuật truyền thừa cổ tịch. Triệu Côn cặp mắt mở to nói, người nói là, vậy bản tứ ma phong thiên quyết, tìm được. Không tệ. Kỳ Tân ba người, mặt hiện đại hỉ vẻ, cái này tứ ma phong thiên quyết, đối với nhân ma tộc mà nói nhưng mà chí bảo à. Bọn họ đã âm thầm tìm kiếm nhiều năm. Cái này tứ ma phong thiên quyết, danh như ý nghĩa, nguyên vốn phải là do bốn tên viễn cổ ma tộc. Cùng chung tu luyện hợp kích võ, trong truyền thuyết, môn vũ kỹ này có thể đem bốn tên ma tộc lực lượng, hòa làm một thể, thậm chí bộc phát ra gấp mấy lần tương đương với bốn người tổng cộng lực lượng. Chỉ là, nhân ma tộc, dù sao không phải là viễn cổ ma tộc, chỉ có tư chất đặc biệt người xuất sắc ma tộc võ giả, mới có thể luyện thành. Hơn nữa, đối với đảm nhiệm hạch tâm người, yêu cầu vô cùng là nghiêm ngặt. Phải là bị nhân ma tộc gọi là trở lại cổ người tộc nhân mới có tư cách đảm nhiệm. Cái gọi là trở lại cổ người, chính là ma tộc huyết mạch cường đại đến có thể so với cổ ma người người ma tộc. Loại người này, ở nhân ma tộc bên trong, cũng là ngàn trong một vạn không có một tồn tại. Mà Hồng Diễn, chính là một người trở lại cổ người. Nếu như luyện thành cái này tứ ma phong thiên quyết, cho dù chỉ là nhập môn, bọn họ bốn người liên thủ thực lực. Cũng đã có thể cùng chém ách bốn tầng thiên cường giả, ganh đua cao thấp chứ.
nhưng rất nhanh, mấy người liền bình tĩnh lại, Triệu Côn thở dài nói, cái này, coi như là chuyện tốt, nhưng mà Hồng đại ca, cái này tứ ma phong thiên quyết, muốn bốn người cùng nhau thi triển, chẳng lẽ chúng ta muốn bốn người cùng nhau, khiêu chiến Diệp Thần. Vừa nói, chính hắn cũng không nhịn cười được. Có thể, Hồng Diễn nhưng là nhàn nhạt nói, ta nếu như nói, không sai đâu. Ba người nghe vậy cả kinh, bốn người, liên thủ khiêu chiến một người thái hư cảnh đệ tử tạp dịch. Vẫn là phải bọn họ bốn danh nhân ma tộc nội môn cường giả đứng đầu cùng nhau liên thủ. Đây nếu là truyền đi, bọn họ mặt đều phải mất hết chứ. Hơn nữa, không chỉ là ở thần cực tông bên trong, thậm chí ở nhân ma trong tộc, vậy sẽ phải chịu cười nhạo à. Lấy nhân ma tộc kiêu ngạo, là không muốn làm như vậy. Huống chi, Diệp Thần, trừ phi là kẻ ngu, nếu không, làm sao sẽ tiếp nhận như vậy chiến đấu đâu. Hồng Diễn nhìn thấu mọi người do dự, hắn đột nhiên tay động một cái, ba cái đen nhánh miếng vảy, bày ở Kỳ Tân đám người trước mặt. Cổ Ma Lân, ba người hai miệng đồng thanh kinh hô. Hồng Diễn gật đầu một cái nói, không sai, tu luyện tứ ma phong thiên quyết, cần cổ Ma Lân, cái này cổ Ma Lân, cho dù không cần tới tu luyện môn vũ kỹ này, đối với nhân ma tộc mà nói, cũng là một kiện có thể so với tuyệt khí chí bảo, coi là ta đưa cho các ngươi. Tuyệt khí chính là cổ khí trên phẩm cấp, cho dù ở trong thần quốc, vậy coi là giá trị liên thành. Thần khí, chân thần khí, thánh binh, cổ khí, tuyệt khí. Kỳ Tân ba người chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy cổ Ma Lân, nuốt nước miếng một cái, trong lòng đã bắt đầu dao động. Hồng Diễn chợt đứng dậy, trầm giọng nói, mấy vị, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, nếu không, lấy tiểu tử này thiên phú vũ đạo, rất nhanh. Có thể liền sẽ trở thành dài là chúng ta không cách nào đối phó tồn tại. Các ngươi quên sao, ban đầu, chúng ta gia nhập thần cực tông lúc đó, là nói như thế nào? Chúng ta nói qua, cái này thần cực tông, tương lai định trước sẽ là ở người chúng ta ma tộc nắm trong tay bên trong. Nếu để cho Diệp Thần quật khởi, ngươi cảm thấy người chúng ta ma tộc, còn có cơ hội trở thành trưởng môn người thừa kế sao? Hồng Diễn dã tâm, rất lớn. Nếu là không có Diệp Thần, hắn có thể bảo đảm tương lai chức trưởng môn, nhất định là mình. Có thể hiện tại, Diệp Thần xuất hiện, đã phá hư hắn kế hoạch. Giống như hắn danh hiệu là ma thần vậy, Diệp Thần giống như một đạo bóng mờ, đặt ở Hồng Diễn trên đầu. Kỳ Tân ba người ánh mắt chớp động, bọn họ nhân ma tộc, mặc dù ngoài mặt và nhân tộc coi như là cùng một chiến tuyến, nhưng là, lẫn nhau bây giờ, ngăn cách vẫn là vô cùng to lớn. Nhân ma tộc mặc dù tư chất siêu nhiên, có thể bàn về số lượng xa xa kém hơn nhân tộc, bọn họ ở thần quốc, thậm chí thường xuyên sẽ phải chịu nhân tộc không bình đẳng đối đãi. Cho nên, mấy người gia nhập thần cực tông lúc đó, liền thề muốn cho thần cực tông biến thành người ma tộc nắm trong tay tông môn, ở chỗ này, nhân ma tộc, tuyệt sẽ không phải chịu kỳ thị, vậy không cho phép bị kỳ thị. Triệu Côn vẫn là có chút chần chờ nói, Hồng đại ca, cái đó Diệp Thần sẽ ứng chiến sao? Cho dù, hắn cự tuyệt, mất mặt cũng chỉ sẽ là chúng ta à? Hồng Diễn cười lạnh nói, người này, được gọi là ma thần, không chỉ là bởi vì hắn thực lực và tư chất, còn có hắn cuồng, hắn ngạo. Ta rất hiểu loại người này, hắn, sẽ không cự tuyệt. Bất quá, Ngư Phi Diệp cau mày nói, chúng ta nếu quả thật giết hắn, thần cực tông cao tầng, nếu như truy cứu tới. Ha ha. Phi Diệp, người phải biết, nếu như Diệp Thần chết, thần cực tông chỉ sẽ hơn nữa cần chúng ta. Ngược lại thì Diệp Thần nếu như còn sống, chúng ta mới thật sự là không đủ nặng nhẹ tồn tại. Cái này vốn là, chính là một cái thế giới mạnh ăn hiếp yếu, hơn nữa, lấy bọn họ thân phận, lại ý tốt như vậy nhúng tay tiểu bối tranh đấu. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, rốt cuộc, hạ định quyết tâm, bọn họ một nắm chặt trước người cổ Ma Lân, hung hăng nói, làm. Cái gì mặt mũi, lại nào có lợi ích thực tế, trọng yếu. Hồng Diễn cười ha ha một tiếng nói, được, vậy thì đúng rồi, lấy chúng ta tư chất, tu luyện cái này tứ ma phong thiên quyết, chỉ cần nửa tháng thời gian, là có thể nhập môn, thậm chí chút thành tựu. Đến lúc đó, chúng ta liên thủ ít nhất có thể đủ ở chém ách sơ kỳ cường giả trước vô địch, dù là đối phương là cao cấp yêu nghiệt. Cái này Diệp Thần mặc dù nghịch thiên, vậy tuyệt không thể nào thắng. Dứt lời, hắn hướng gác lửng đi ra ngoài, hắn biết, Diệp Thần, chết chắc. Làm sao có thể không chết?
Cho nên, hắn phải thật tốt, tuyên truyền một phen, để cho càng nhiều người hơn thấy bọn họ trong miệng ma thần, là làm sao bị chân chính nhân ma tộc nghiền ép. Diệp thần đang tiên tim lâm bên trong ngồi xếp bằng, hắn từ thần ma chỉ sau khi trở về, thu hoạch quá lớn, phải thật tốt củng cố một phen. Hắn mặc dù không có xem khâu hỏi như nhau, cấm chỉ những người khác tiến vào tiên tim lâm, nhưng, vậy. Chút ngoại môn, đệ tử tạp dịch thấy Diệp thần ở chỗ này tu luyện, đều vô cùng chủ động cách thật xa, rất sợ quấy rầy đến Diệp thần. Bất quá đây là, Diệp thần bên người, nhưng truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Diệp thần mở hai mắt ra, hướng bên kia nhìn, một đạo bóng người quen thuộc, đập vào mi mắt. Là Chu Viễn Tân. Lúc này Chu Viễn Tân, mặt tròn bên trên, lộ ra nóng nảy thần sắc. Xa mới, thế nào? Diệp đại ca, ngươi không có nhận được tin tức sao? Chu Viễn Tân xoa xoa mồ hôi trên trán nói, nội môn bốn người ma tộc hạ chiến thư, nửa tháng sau, muốn cùng ngươi cuộc chiến sinh tử. Vẫn là bốn cái cùng nhau chiến một mình ngươi. Ừ, Diệp thần nhíu mày, người nào ma tộc? Bốn người này ma tộc theo thứ tự là Thiên Ma Hồng Diễn, Viêm Ma Kỳ Tân, Lôi Ma Ngư Phi Diệp và Đá Ma Triệu Côn. Cái này mấy người, trừ Triệu Côn, đều là nội môn trước năm yêu nghiệt, đặc biệt là Hồng Diễn, nội môn thứ nhất. Vừa nói, Chu Viễn Tân sắc mặt khó coi. Đã sớm nghe nói, những người này ma tộc, âm ngoan hèn hạ, nhìn như kiêu ngạo. Thực thì làm việc căn bản không có ranh giới cuối cùng. Bốn cái đánh một cái, loại chuyện này cũng làm được, hơn nữa còn là bốn cái nội môn chóp đỉnh cường giả. Đơn giản là vô sỉ tới cực điểm. Diệp thần nghe vậy, lại là lộ ra khá là cảm thấy hứng thú thần sắc hỏi, bọn họ đều là thực lực gì? Hắn người này chỉ thích khiêu chiến. Nếu được gọi là ma thần, lấy một địch bốn, vậy không việc gì không thể, không phải sao? Chu Viễn Tân hơi biến sắc mặt, Diệp thần tại sao dường như đối với cuộc chiến đấu này, không hề bài xích dáng vẻ. Bất quá, hắn vẫn mở miệng nói, Hồng Diễn chém ách ba tầng thiên, cái khác mấy người, tất cả đều là tầng hai thiên. Diệp thần, người có thể không nên bị cảnh giới mê muội. Hôm qua ngươi giết thần tượng quyền Hàn Kha, đứng hàng nội môn 33. Cố nhiên cũng là tầng hai trời, nhưng là hắn và nhân ma tộc mấy người kia nhưng là ngàn kém vạn đừng. Chém ách sau đó, một cái cảnh giới nhỏ đột phá thật khó. Nhưng là cùng chỗ tại một cảnh giới, nhưng sẽ có thiên địa vậy chênh lệch. Mấy người khác mặc dù cùng là tầng hai trời, nhưng cũng có thể dễ dàng giết Hàn Kha. Bốn người lại là nhân ma tộc, so vậy võ giả cường thượng không thiếu, dưới sự liên thủ, hẳn có trong nháy mắt giết thế gian bất kỳ chém ách ba tầng thiên thực lực. Diệp đại ca, người yên tâm, như vậy chiến đấu không công bình. Vẫn là cuộc chiến sinh tử. Coi như ngươi cự tuyệt, tất cả mọi người cũng đều sẽ đứng ở ngươi nơi này, bọn họ còn chẳng biết xấu hổ cầm tin tức này, quang minh chánh đại thả ra. Ha ha, nhân ma tộc một mực nói người chúng ta tộc đối với bọn họ bất công. Kỳ thị bọn họ, tiếng tên này, chẳng lẽ không phải là chính bọn họ bôi xấu sao? Hiện tại bên trong tông đối với cái này mấy người, đã là tiếng mắng một mảnh. Diệp thần mới nhập môn bao lâu? Thì phải bốn cái đánh một cái. Diệp thần nhưng là lơ đễnh, hắn ngược lại là đối với người này ma tộc có chút cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ thần quốc cũng có ma tộc? Thần quốc ma tộc lại cùng già thiên ma đế thực lực chênh lệch hình học. Thấy Diệp thần không nói lời nào, Chu Viễn Tân nóng nảy, Diệp đại ca, ngươi ngược lại là nói chuyện à, chỉ cần ngươi mở miệng, ta vậy thì đi giúp ngươi cự tuyệt bọn họ. Diệp thần hiện tại đã là Chu Viễn Tân, không? Phải nói là tất cả đệ tử tạp dịch tín ngưỡng. Thậm chí rất nhiều ở bên trong tông sáng lập Diệp thần thần giáo khuynh hướng, liền khẩu hiệu bọn họ cũng nghĩ xong. Diệp thần, gia thiên ma thần. Diệp thần sau khi suy tư một hồi, mở miệng nói, xa mới, đi đáp ứng bọn họ. Cái gì? Chu Viễn Tân cấp phải hơn dậm chân, liền vội vàng khuyên nhủ, Diệp đại ca, nửa tháng, quá thông xúc liền à. Coi như muốn đánh. Cũng phải cho nhiều ngươi một chút thời gian để đề thăng thực lực nha, chỉ cần một năm, thậm chí nửa năm, ta tin tưởng ngươi đều có thể, đem bọn họ nghiền ép. Diệp thần nhàn nhạt nói, không cần nói nhiều, đi đi. Dứt lời, lần nữa nhắm hai mắt lại. Chu Viễn Tân thở dài một cái, gật đầu một cái, lui ra ngoài. Đợi Chu Viễn Tân sau khi đi, Diệp thần lần nữa mở mắt ra, trong con ngươi,
lóe ra nhàn nhạt chiến ý. Có lẽ, bốn người này ma tộc, thật có thể đối với mình tạo thành uy hiếp đâu. Mặc dù hắn có sương mù hóa thần thông và rất nhiều thủ đoạn, nhưng, còn chưa đủ bảo hiểm. Dẫu sao, nếu như có cấm linh pháp thể tương tự thủ đoạn, thậm chí sở doanh sống chết thể như vậy đặc thù thủ đoạn công kích, cũng có thể khắc chế sương mù hóa thần thông. Diệp Thần, đây là dùng nguy hiểm tới kích thích mình tiến bộ. Hắn chậm rãi đứng dậy, hướng Tiên Tim Lâm đi ra ngoài, tu vi đã củng cố xong hết rồi. Bước kế tiếp, nên đi Thất Tinh luyện thần các. Bất quá, ở chỗ này trước, hắn muốn nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh trạng thái. Cái này cùng thần ma chỉ cùng nổi danh tồn tại, không biết sẽ cho mình mang đến như thế nào thu hoạch đâu. Chỉ là suy nghĩ một chút, Diệp Thần khóe miệng nhưng hiện lên vẻ hưng phấn nụ cười. Ngay tại Diệp Thần đi Thất Tinh luyện thần các trên đường, toàn bộ thần cực tông, sôi trào. Diệp Thần tiếp nhận khiêu chiến tin tức, ngay tức thì đốt toàn bộ tông môn. Nguyên bản, tất cả mọi người đã cùng kẻ thù, làm xong Diệp Thần cự tuyệt sau này, thật tốt giễu cợt những thứ này không biết xấu hổ nhân ma tộc, thậm chí nếu như bọn họ còn có động tác gì mà nói, trực tiếp hướng tông môn cao tầng khiếu nại. Có thể hiện tại, Diệp Thần lại như thế đơn giản, đáp ứng. Nhân tộc và nhân ma tộc, nói cho cùng còn có ngăn cách, không phát sinh mâu thuẫn khá tốt, nếu như có mâu thuẫn gì, tự nhiên đều là đứng ở người mình bên này. Cho nên, lần này, có thể nói toàn bộ tông môn, đều là Diệp Thần người ủng hộ. Bọn họ tự nhiên không muốn nhìn thấy Diệp Thần có sơ suất gì. Có thể, bọn họ đều đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, phải thế nào bảo vệ Diệp Thần, tránh cuộc chiến đấu này, hiện tại, Diệp Thần nhưng mình ứng chiến. Bọn họ sợ hãi hơn, đều có chút oán trách, cái này Diệp Thần làm sao cứ như vậy cuồng, như thế liều lĩnh đâu. Liền liền thần cực tông cao tầng nghe chuyện này sau đó, đều là sắc mặt không tốt lắm xem. Diệp Thần tiềm lực, xa ở người Hồng Diễn các bên trên, là thần cực tông chân chính tài sản, bọn họ không muốn cầm Diệp Thần đi mạo hiểm. Bất quá, Ngọc Chân Tử và Đồ Lan Tâm tựa hồ ngầm cho phép cuộc chiến đấu này, những người khác cũng chỉ có thể yên lặng đi xuống. Rất nhanh, khác một cái tin, lại truyền ra. Hồng Diễn bốn người, đã tiêu hao hết nhiều năm qua góp nhặt toàn bộ điểm cống hiến, ở thần cực tông tàng võ các, mượn xem liền một bộ cổ tịch. Tên là Tứ Ma Phong Thiên Quyết cổ tịch. Mặc dù, thần cực tông bên trong phần lớn là nhân tộc, có thể cũng đã nghe nói qua cái này Tứ Ma Phong Thiên Quyết danh tiếng à. Cái này mấy người, đem quyết chiến ngày tháng, định ở nửa tháng sau. Lại chính là vì tu luyện cái này Tứ Ma Phong Thiên Quyết. Cũng bốn người liên thủ, còn nếu như vậy. Không cho Diệp Thần một chút cơ hội à. Giống như bốn cái người trưởng thành, đối phó một cái học sinh trung học, còn muốn móc kiếm nhất dạng à. Để cho người cảm thấy muốn ói, buồn nôn. Người này ma tộc, thật sự là lấn hiếp người quá đáng. Rất nhiều người cũng là Diệp Thần cảm thấy tức giận bất bình. Mặc dù... chiến đấu không có tuyệt đối công bằng có thể nói, nhưng, đây cũng quá mẹ hắn không công bình liền chứ. Mấu chốt nhất là, như vậy hoang đường chiến đấu, Diệp Thần đã đón nhận à. Cuộc chiến sinh tử, thông thường mà nói, là không thể đổi ý. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần liền tinh thần sung mãn đi ra nhà trọ, chuẩn bị đi Thất Tinh luyện thần các, có thể một đạo có chút quen thuộc. Cô gái bóng người, xuất hiện ở hắn trước mắt. Diệp Thần chớp mắt. Mấy ngày nay, Chu Viễn Tân cũng cho Diệp Thần giới thiệu một ít bên trong tông môn nổi danh đệ tử, hắn biết, cô gái này là ngoại môn người đẹp nhất, thậm chí, toàn bộ thần cực tông bên trong, cũng xếp hàng lên trước ba người đẹp, tên là Văn Mẫn Nhi. Văn Mẫn Nhi sắc mặt lãnh đạm nhìn Diệp Thần, mở miệng nói, người có biết hay không, người Hồng Diễn Các, đã bắt đầu tu luyện Tứ Ma Phong Thiên Quyết. Đó là cái gì? Văn Mẫn Nhi cau mày nói, Tứ Ma Phong Thiên Quyết. Chỉ cần nhập môn, bọn họ liền chỉ ít có chiến thắng bất kỳ chém ách tầng 3 thiên võ người thực lực. Diệp Thần nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó, lại là không chỉ có không có chút nào ý lùi bước, ngược lại, mặt lộ vẻ vui mừng. Văn Mẫn Nhi, thấy Diệp Thần thần sắc, đều trợn tròn mắt. Nàng là thưởng thức kiêu ngạo người, nhưng, kiêu ngạo không khác nào tự sát à. Khó khăn nói một vạn cái võ giả đánh một mình ngươi, ngươi còn muốn ứng chiến sao? Đó không phải là kiêu ngạo, đó là ngu. Văn Mẫn Nhi kiềm chế xuống trong lòng khó chịu,
tiếp tục nói, người hẳn bế quan, sống chết quan, không đột phá chém ách, không xuất quan, như vậy, vậy cuộc chiến sinh tử, vậy coi là hủy bỏ, mà lần này Hồng Diễn bọn họ quá mức, các cao tầng vậy sẽ đứng ở ngươi nơi này. Phải không? Diệp Thần thuận miệng nói, cũng không để ý Văn Mẫn Nhi, liền phải tiếp tục hướng Thất Tinh luyện thần các đi. Thần Cực Tông rất lớn, đến nơi đó, còn thật xa, Diệp Thần không muốn lãng phí thời gian. Mà Văn Mẫn Nhi, thấy Diệp Thần không cho là đúng hình dáng, cho dù lấy nàng trong trẻo lạnh lùng tính cách, cũng là hoàn toàn nhịn không nổi nữa. Diệp Thần, ngươi quá cuồng vọng, ngươi quả thật rất nghịch thiên, nhưng cũng không thể như thế trong mắt không người chứ. Ngươi cầm nội môn cường giả, làm cái gì con mèo, con chó liền sao? Diệp Thần dừng lại thân hình, quay đầu nhìn lướt qua kích động Văn Mẫn Nhi, sắc mặt đột nhiên có chút cổ quái. Văn Mẫn Nhi bị hắn như thế nhìn chằm chằm, có chút không thoải mái nói, ngươi nhìn cái gì? Từ nhỏ đến lớn, cũng không có người đàn ông dám như vậy nhìn chằm chằm nàng xem. Diệp Thần đột nhiên mở miệng nói, ngươi sẽ không thích ta chứ? Ngươi, Văn Mẫn Nhi vậy trắng nõn mặt đẹp, ngay tức thì đốt đỏ lên nói, ngươi nói nhăng gì đó. Tim đập, cũng không khỏi bắt đầu gia tăng tốc độ. Cái này, đây là cảm giác gì? Văn Mẫn Nhi lại có chút luống cuống. Diệp Thần nhún nhún vai nói, hai lần ba lần quản ta việc vớ vẩn, chúng ta còn không nhận biết chứ? Văn Mẫn Nhi lập tức, ngây dại. Đứng tại chỗ, óc hỗn loạn. Đồng thời, trong lòng, xông ra một cổ ủy khuất. Diệp Thần lắc đầu một cái, xoay người, một bên phất tay nói, tứ ma phong thiên quyết chuyện, cảm ơn ngươi nói cho ta. Văn Mẫn Nhi cắn môi, siết chặt quả đấm nhỏ, nàng không cam lòng, nàng khổ sở, người này tại sao như vậy? Hảo tâm làm lòng lang dạ thú. Nàng có thể là tới nay, không thèm để ý người khác sống chết. Rõ ràng mình là vì tốt cho hắn, có thể hắn. Bỗng nhiên, Văn Mẫn Nhi trong đầu tựa như lóe lên một đạo điện quang, cũng có chút không hiểu. Mình và cái này Diệp Thần, không quen không biết, làm gì đối với hắn chuyện như thế lên tim. Nàng nhìn dần dần đi xa Diệp Thần, mắt đẹp bên trong, thoáng qua vẻ áo não, nhưng, đang do dự liền một lát sau, vẫn là dậm chân một cái, đuổi theo. Nàng không biết, nhưng nàng... liền thì không muốn để Diệp Thần bỏ mặc. Dọc theo đường đi cũng có không thiếu đệ tử, nhìn thấy Diệp Thần, bọn họ nhìn ra được, Diệp Thần là đi Thất Tinh luyện thần các phương hướng đi. Tin tức, lập tức truyền ra. Diệp Thần, muốn xông Thất Tinh luyện thần các. Thất Tinh luyện thần các, không hề xem thần ma chỉ vậy, sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ, nhưng... tiến vào Thất Tinh luyện thần các tăng lên thực lực đệ tử, số lượng lại là so đi thần ma chỉ càng thiếu. Tại sao? Bởi vì cái này Thất Tinh luyện thần các, quá quỷ dị. Thần ma chỉ lại khủng bố, đệ tử chân truyền và một ít tư chất cao cường đệ tử nội môn, nhưng vẫn có thể chịu đựng bên ngoài ao năng lượng, mặc dù mỗi lần tẩy thân, đều cần rất dài một đoạn thời gian, để tiêu hóa linh lực năng lượng, nhưng vẫn là sẽ định kỳ đi trước. Có thể cái này Thất Tinh luyện thần các đâu? Liền liền những cái kia vô cùng nghịch thiên chân truyền, đệ tử nội môn, cũng từng chết trong đó à? Phản ngược lại có chút ngoại môn, thậm chí đệ tử tạp dịch, còn sống. Cái này, còn ai dám xông? Trừ phi những cái kia thật không sợ chết người, nguyện ý đi vào đánh cuộc một keo. Diệp Thần đến Thất Tinh luyện thần các lúc đó, luyện thần các bên ngoài đã tụ tập không đếm xuể đệ tử, hơn nửa tông môn, đều tới. Diệp Thần nhìn trước mặt rõ ràng không tính là đặc biệt cao lớn, nhưng cho hắn một loại thẳng phong môn tế tinh mỹ gác lưng, hơi cảm thấy rung động. Lấy hắn bây giờ thần hồn lực, muốn ảnh hưởng đến hắn cũng không dễ dàng. Cái này Thất Tinh luyện thần các, tổng cộng chia tầng 7, có ý nghĩa phải, cái này 7 các, phân biệt đối ứng trên trái đất Thất Tinh bắt đầu. Tầng thứ nhất, là Phá Quân các, tầng thứ hai, là Võ Khúc các, tầng thứ ba, là Liêm Trinh các, tầng thứ tư, là Văn Khúc các, tầng thứ năm, là Lộc Tồn các, tầng thứ sáu, là Cự Môn các, tầng thứ bảy, là Tham Lang các. Diệp Thần thần sắc cổ quái nhìn Thất Tinh luyện thần các, chẳng lẽ, cái này thiết lập này các người đến từ Hoa Hạ? Bất quá, hắn vậy không quá mức để ý, thân hình động một cái, thì phải ở muôn người ngắm nhìn dưới, bước vào trong đó. Không chỉ là những đệ tử này, Thần Cực Tông cao tầng, cùng với Sở Doanh, cũng đều đến sân. Bọn họ rối rít,
che giấu ở trên không bên trong, nhìn chăm chú Diệp Thần. Ánh mắt đều có chút ngưng trọng. Ngay tại Diệp Thần sắp bước vào trong đó lúc đó, đột nhiên, cả tòa Thất Tinh Luyện Thần Các bạo phát ra một hồi ánh sáng trắng mãnh liệt. Diệp Thần híp đôi mắt một cái, ở nơi này ánh sáng trắng bên trong, đều là không nhịn được, lui về phía sau mấy bước. Rồi sau đó, ánh sáng trắng thu liễm, ở trước mắt mọi người, xuất hiện một đạo không thấy rõ khuôn mặt màu trắng bóng người. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng, đạo nhân ảnh này trên người tán phát ra hơi thở, lại để cho mọi người cảm thấy vô cùng kinh hãi. Tổ linh, đại trưởng lão lẩm bẩm nói, nhìn bóng người kia sững sờ. Cái này Thất Tinh Luyện Thần Các, là tổ sư gia năm đó lưu lại một món thần ý biến thành, cái này thần ý ẩn chứa linh lực thượng nhân, đối với võ đạo hiểu. Đồng thời, vậy mang theo một chút linh tính. Nghe nói, làm có thiên phú trắc tuyệt đệ tử, khiêu chiến luyện thần các lúc đó, tổ linh liền sẽ xuất hiện. Diệp Thần, cũng là khá là lộ vẻ xúc động nhìn trước mắt tổ linh. Cái này tổ linh, mặc dù chỉ là một đạo thần ý, nhưng cho hắn một loại có thể ngay tức thì đưa hắn vào chỗ chết, không cách nào chống lại cảm giác. Vậy không phải tới từ vô tu võ cảnh giới, mà là tới từ đối với võ chi lĩnh ngộ chênh lệch. Tổ linh đột nhiên hướng về phía Diệp Thần một chút, ánh sáng trắng thoáng hiện, ở Diệp Thần đỉnh đầu, nổi lên một đạo Thất Tinh bắt đầu bản đồ hành tinh. Vậy bản đồ hành tinh bên trong, đại biểu phá quân tinh thần, một hồi lóe lên sau đó, đột nhiên phai nhạt xuống. Ngay sau đó, bản đồ hành tinh tiêu tán. Tổ linh hướng về phía Diệp Thần, mở miệng nói, không lùi, thì chết. Dứt lời, lần nữa tiêu tán. Tổ linh thanh âm, mặc dù mờ ảo, nhưng truyền đến tất cả mọi người trong tai. Cái này, đây là nói, Diệp Thần, liền tầng thứ nhất phá quân các, cũng không xông qua đi à. Đại trưởng lão nóng nảy, đối với Ngọc Trân Tử nói, tông chủ, muốn ngăn cản hắn. Tổ linh nói, bọn họ tự nhiên sẽ không hoài nghi. Hơn nữa, cái này Thất Tinh Luyện Thần Các, và thần ma chỉ có thể không giống nhau, bọn họ muốn đánh phá, cũng không cách nào đánh vỡ. Tổ linh rất ít xuất hiện, có thể đó là đối với vậy đệ tử mà nói, đối với, xem bọn họ như vậy cao tầng, đối với tổ linh biết rõ, nhưng là hoàn toàn bất đồng, cũng càng rõ ràng, tổ linh dự đoán độ chuẩn xác. Mỗi lần tổ linh xuất hiện, thần cực tông cũng sẽ ghi lại, trên lịch sử, cộng xuất hiện 13.000 lần, trong đó, 11.530 người, ở tổ linh cảnh cáo hạ, rời đi. Mà còn dư lại những cái kia, thì đều cùng tổ linh dự đoán như vậy, đang khiêu chiến vượt qua thực lực mình tinh các lúc đó, chết. Mà Diệp Thần, liền tầng thứ nhất phá quân các, cũng làm khó dễ, không lùi, còn có thể thế nào. Ngọc Trân Tử cũng là cho mày, yên lặng chỉ chốc lát sau, mới lắc đầu nói, vận mệnh, ở trong tay mình, chúng ta không nên can thiệp hắn lựa chọn. Quá đáng bảo vệ, cũng không tốt, có lúc ngược lại sẽ trở ngại liền đệ tử phát triển. Cái này, không phải Ngọc Trân Tử hy vọng thấy. Mà lúc này, Diệp Thần nhưng là động. Một đám đệ tử, toàn bộ đều nới rộng ra ánh mắt, kinh ngạc đến không cách nào hô hấp nhìn chăm chú hắn. Diệp Thần, không có lui. Mà là từng bước, vô cùng trầm ổn, đi vào Thất Tinh Luyện Thần Các bên trong. Mặc dù, Ngọc Trân Tử để mặc cho Diệp Thần tự đi lựa chọn, nhưng bọn họ trong lòng, thật ra thì đều ở đây cầu nguyện Diệp Thần lui. Có thể. Diệp Thần cuối cùng vẫn là tiến vào. Sở Doanh thân hình run lên, suýt nữa té xỉu, bị Đồ Lan Tâm đỡ, mà phía dưới Văn Mẫn Nhi, cũng là mắt đẹp dao động, nàng cảm giác Diệp Thần bước vào luyện thần các nháy mắt, mình tim cụ siết chặt. Mà lúc này, Diệp Thần nhưng là đi tới một phiến quỷ dị không gian bên trong. Nơi này, tựa như một phiến tinh vân, ở vô biên trong hắc ám, có chấm sáng chói bụi bậm bồng bềnh. Nơi này, tựa hồ mất đi thời không khái niệm, hết thảy cũng giống như là cấm chỉ. Diệp Thần nhướng mày một cái, đây là địa phương nào? Hắn không khỏi được, mở miệng đối với Thương Cổ Y Thần hỏi, lão Thương, cái này phá quân các, rốt cuộc muốn. Nói, còn chưa nói hết, vậy tinh vân bên trong, chợt sáng lên một đạo hàn quang. Diệp Thần con người có rúc lại, thân hình chấp động, thì phải né tránh. Có thể làm né tránh ý niệm. Mới vừa từ Diệp Thần đầu óc bên trong dâng lên lúc đó, hàn quang kia đã đánh trúng hắn. Căn bản không có bất kỳ thời gian cách nhau,
Diệp Thần liền ói ra liền một ngụm máu tươi. Bụng bị hoàn toàn xuyên thủng. Nhưng, để cho hắn khiếp sợ, cũng không phải bị thương, mà là, mới vừa rồi công kích kia, cho hắn một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Đây là, thường cổ y thần thanh âm, mang một chút hài hước vang lên nói, hì hì, cái này luyện thần các, có chút y tứ. Diệp Thần hít sâu một hơi, bụng trống rỗng, đã nhanh chóng di hợp, có thể trong mắt nhưng hơn nữa ngưng trọng. Khó trách, Tổ Linh biết nói, hắn liền tầng thứ nhất tinh các, cũng không qua. Mới vừa rồi vậy đạo công kích, đổi thành vậy đệ tử, đã chết. Mà hiện tại, hắn nhưng cảm giác được, trong tinh không sáng lên thành hơn trăm ngàn đạo hàn quang. Diệp Thần cắn răng một cái, nắm thanh liên diệt thiên kiếm, phá thiên lực, ở trong người phun trào, cái này hàn quang công kích, cơ hồ là thuấn gì vậy, hắn phải tiên phát chế nhân. Lục đạo kiếm thần, linh ma chu thiên kiếm. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía vậy tinh vân. Lấy phá thiên lực, điều khiển vô tận sức nặng thanh liên diệt thiên kiếm, chém ra một kiếm. Cuồng bạo kiếm ý, hỗn tạp nghịch thiên cự lực, hướng bốn phía, cuộn sạch đi. Một khắc sau, phốc phốc phốc, huyết quang văng khắp nơi. Trên trăm cái lỗ máu, trải rộng Diệp Thần toàn thân. Bị bắn cho thành cái rỗ vậy Diệp Thần sắc mặt cứng đờ. Linh ma chu thiên kiếm, lại là chút nào hiệu quả cũng không có. Đáng chết, lúc này, Diệp Thần cũng có chút luống cuống, hắn ở trong lòng hét lớn, lão thương người đối với thần quốc biết rõ, đây rốt cuộc là cái gì. Mặc dù, trên người hắn lỗ máu, lần nữa nhanh chóng di hợp trước, nhưng... Vậy tinh vân bên trong, lại là trên trăm đạo hàn quang lóe lên. Diệp Thần thu thanh liên diệt thiên kiếm, thi triển xương mù hóa thuật. Nhưng ngay khi Diệp Thần hóa thân xương trắng ngay tức thì, phốc phốc phốc. Xương trắng bên trong nhưng dính vào màu máu. Diệp Thần lần nữa hóa thành hình người, hơi thở hào hển, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Liền xương mù hóa thuật, đều không thể hoàn toàn ngăn cản. Đây cũng quá mẹ hắn quỷ dị chứ. Trước xông qua tầng thứ nhất người, là làm sao làm được. Nếu không phải hắn sao chịu được so vạn kiếp thể sinh mệnh lực, hắn cũng không biết chết bao nhiêu lần. Đây là, thương cổ y thần thanh âm, rốt cuộc vang lên. Thằng nhóc, người có cảm giác hay không được, những thứ này sắc bén cho người cảm giác, có chút quen thuộc. Diệp Thần thần sắc động một cái, mặt hiện suy tư vẻ, trong đầu, thoáng qua từng bức họa. Đột nhiên, hắn nhớ ra rồi, cái này sắc bén cùng một vị đại năng dẫn động vậy kinh thiên động địa kiếm ý, có mấy phần tương tự. Đây là võ đạo ý cảnh công kích. Không sai, thương cổ y thần nói, thằng nhóc. Ngươi mặc dù lĩnh ngộ bộ phận lục đạo kiếm thần kiếm ý, nhưng, quá nông cạn, chỉ có thể coi như là theo kiểu cũ, đồ có hắn hình thôi, căn bản không được chân tùy, chân chính có thể chạm đến võ đạo căn cơ ý, đều là xuất xứ từ tự thân đối với võ lĩnh ngộ. Ngươi cùng nhau đi tới, thường thường đều dựa vào lực lượng, thể chất, cường hãn võ nghiền ép, nhưng mà, đối với võ lĩnh ngộ đâu? Ngươi làm, còn chưa đủ. Cái này một tầng, ngươi nếu như muốn thông qua. Liền muốn chân chính chạm tới võ đạo căn nguyên, đây cũng là tìm được thuộc về ngươi võ đạo bước đầu tiên. Ta biết. Diệp Thần ánh mắt chớp động, lại là ngồi xếp bằng, ngồi ở trong hư không. Nếu biết là chuyện gì xảy ra, hắn thì có lòng tin có thể đột phá. Không phải là võ đạo căn cơ sao? Ha ha, ta Diệp Thần liền chỉ vào cái này chí mạng sắc bén, chạm cho ngươi xem. Nếu người khác có thể, hắn không có lý do không được. Hắn thân trong lòng luân hồi huyết mạch, lại có luân hồi mộ địa trăm vị đại năng bảo vệ. Hắn làm sao có thể không được? Thương cổ y thần khẽ mỉm cười, hắn nói mặc dù ung dung, nhưng trong thực tế nào có như vậy dễ dàng? Đây cũng không phải là, thần quốc võ ẩn chứa như vậy nông cạn đối với võ đạo bổn nguyên hiểu. Mà là để cho Diệp Thần, đưa tay đặt ở thế giới vô biên, vậy giống vậy bị coi là bổn nguyên chân võ cảnh ngoài mặt à? Cái gọi là khác đường về cùng đích, vạn phát là một, không phải nói chơi. Mặc dù, Diệp Thần chỉ là đưa tay thả ở phía trên, còn chưa tính là chân chính tiến vào cảnh giới này, nhưng, nếu như Diệp Thần thành công, hắn không nói khác, cảnh giới võ đạo đều phải vượt qua cái này thần cực tông cực hạn, vượt qua thần cực tông võ đạo quy luật bản thân. Dĩ nhiên, muốn làm đột phá tầng thứ nhất, là xa xa không đủ, ở thương cổ y thần phỏng đoán bên trong.
ít nhất cũng phải đột phá tham lang các sau đó, mới có hơi rất nhiều cơ hội chạm được chân võ cảnh. Phốc phốc phốc, Diệp Thần trên mình lại là hiện ra trên trăm tia máu động, bất quá, hắn thân hình nhưng một hơi một tí, mỗi lần, cái này vô cùng là thuần túy võ đạo ý cảnh lực, đối hắn tạo thành đánh vào đều là đối với hắn một lần dẫn dắt, để cho hắn sinh ra một chút hiểu ra. Một chút đối với võ đạo chi vốn hiểu ra. Thật ra thì, muốn đột phá tầng thứ nhất phá quân các, phương pháp có rất nhiều. Ví dụ như, viễn cổ thần quốc võ, ẩn chứa võ đạo căn nguyên, mặc dù nông cạn, nhưng là lấy này làm trụ cột, để luyện ra một chút đối với võ đạo bổn nguyên hiểu ra, liền đủ để qua cửa ải. Làm như vậy, mặc dù vậy không dễ dàng, nhưng độ khó khăn lên, có thể nói, so Diệp Thần tự mình tìm tòi hư vô kia mở ảo chân võ cảnh, đơn giản hơn không biết nhiều ít lần. Diệp Thần, lại là miễn cưỡng ở thương cổ y thần lắc lư dưới, đi truy tầm ban đầu lục đạo kiếm thần thi triển kiếm pháp lúc đó, cảm nhận được chân võ cảnh. Ở nơi này không gian bên trong, thời gian phảng phất là không tồn tại, nhưng, cái này không đại biểu, Diệp Thần liền có thể vĩnh viễn hiểu đi xuống. Cho dù lấy sinh mệnh lực của hắn, cũng có cực hạn. Hắn một lần lại một lần bị hàn quang kia xuyên thủng, chịu đựng không lúc nào không đang hành hạ trước phim hắn đau, thần sắc nhưng thủy chung không gặp biến hóa, đắm chìm trong hiểu bên trong. Nhưng, Diệp Thần gương mặt nhưng không thể tránh khỏi dần dần tái nhợt. Luyện thần các bên ngoài, thời gian đã qua 7 ngày. Ước chừng 7 ngày, trời cao chi trung thần vô cùng tông các cao tầng, trên mặt đều là một phiến thê thảm vẻ. Tại sao? Bởi vì, bọn họ cũng xông qua luyện thần các, rất rõ ràng, ở tầng thứ nhất nán lại 7 ngày, liền căn bản ý nghĩa, không có hy vọng đột phá tầng thứ nhất. Đáng sợ nhất là tầng thứ nhất sau tầng thứ, còn có thối lui ra luyện thần các hy vọng, có thể tầng thứ nhất, ngươi chỉ có thể đột phá, không đột phá nổi, lui đều lui không ra. Ngộ loại vật này, không phải dựa vào thời gian, chất đống đi ra ngoài. Một ngày, đã là cực hạn, có thể đó là có thể, không thể thì là không thể vào. Người bình thường, vậy căn bản không cách nào ở tầng thứ nhất nán lại vượt qua một ngày thời gian. Có thể Diệp Thần, đã nán lại 7 ngày. Như không phải thứ nhất tầng ánh sao, vẫn sáng, bọn họ cũng sẽ không nghi ngờ chút nào, Diệp Thần đã chết. Cũng chuẩn bị đi vào cho Diệp Thần nhặt xác. Bất quá, thất tinh luyện thần các, dựa vào sinh mệnh lực chết chống đỡ, là một chút dùng cũng không có. Diệp Thần lại nghịch thiên, cũng có không nhịn được thời điểm. Sở Doanh lúc này đã để lại nước mắt, mặt đẹp bên trên tràn đầy thống khổ vẻ tuyệt vọng. Đồ Lan Tâm cũng là mắt đẹp ngưng trọng, lóe lên một chút thương tiếc, nhưng nàng vẫn là đỡ dậy Sở Doanh, an ủi tin tưởng hắn, Sở Doanh, hắn đã sáng lập rất nhiều kỳ tích, không phải sao? Sở Doanh dùng sức hơi gật đầu một cái, ngưng mắt nhìn vậy phá quân các bên trên, tản ra ánh sao. Nhưng vào lúc này, ánh sao đột nhiên lóe lên một cái. Phá quân các bên trong Diệp Thần, cả người máu tươi đầm đìa, nhìn như vô cùng thê thảm, hắn đã không biết, bị sắc bén xuyên thủng mấy trăm tỷ lần, nhưng hắn biết mình thân thể, thì phải đến cực hạn. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần, chợt mở hai mắt ra. Trong tròng mắt, sạch bóng bạo tránh, hắn đưa ra thực bên trong hai chỉ, ngón tay nhập lại là kiếm. Hướng về phía vậy lóe lên hàn quang tinh vân, hướng về phía vậy vô biên hắc ám, nạt nhỏ, võ một trong nói, lấy này là thật, chém. Dứt lời, kiếm chỉ hung hăng chém xuống. Thất tinh luyện thần các bên ngoài, tầng thứ nhất ánh sáng, đột nhiên mất đi. Mọi người trong lòng căng thẳng, Sở Doanh nước mắt, lại là ngay tức thì xông ra. Ngọc Chân Tử nhìn ảm đạm không ánh sáng phá quân các, mặt mũi đờ đẫn. Lập tức tựa như già mấy chục ngàn tuổi. Bình thường mà nói, nếu như Diệp Thần thông qua tầng thứ nhất, ánh sao là dần dần tiêu tán, trực tiếp mất đi chỉ có một cái khả năng, đó chính là, Diệp Thần bỏ mình. Đông đảo đệ tử, tuyệt vọng nhìn vậy tầng thứ nhất bên trong hắc ám, quỳ sụp xuống đất, thất hồn lạc phách, giống như là bị tát cột xương sống vậy, bọn họ phần lớn là tạp dịch viện đệ tử. Thần của bọn họ, bỏ mình. Chém chữ vừa rơi xuống. Diệp Thần kiếm chỉ bên trên, đột nhiên sáng lên một đạo quang hoa, một đạo nhàn nhạt, không ẩn chứa bất kỳ linh lực, bất kỳ thần hồn lực, thậm chí bất kỳ năng lượng nào ánh sáng rực rỡ. Cứ như vậy, vô căn cứ xuất hiện. Một loại hiểu ra, ở Diệp Thần trong lòng nổi lên mở,
ngay tức thì, liền lan tràn tới đúng phiến trong tinh không. Trong chốc lát, vậy vô số lóe lên sắc bén, bồng bềnh quang trần, cũng dừng lại. Một khắc sau, không tiếng động vỡ vang lên, ở trong tinh không vang vọng, hết thảy, cũng theo Diệp Thần chém xuống vậy đạo quang hoa, hóa thành hư không. Liền vậy hắc ám cũng tất cả đều nghiền. Diệp Thần thở hào hển, trong mắt hắn bên trong, nhúc nhích vẻ mừng rỡ. Thành! Thật thành! Hắn chộp được vậy từng tia chân võ ý, mặc dù còn chưa đủ trong sáng, nhưng, vậy căn bản không phải cái này phá quân các cảnh giới võ đạo, có thể chứa được. Người khác, là thông qua võ, ngưng luyện ra một chút võ đạo bổn nguyên thần ý tiến hành ngăn cản, mà Diệp Thần ra tay một cái trực tiếp cầm toàn bộ phá quân các ý cảnh kích phá. Ngọc Trân Tử thở dài, mở miệng nói, đi thu. Hắn vốn là muốn nói, đi nhặt xác đi, nhưng đột nhiên gian, nhưng ngây ngẩn, con người đang run rẩy. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người tại chỗ, con người đều bắt đầu run rẩy. Theo phá quân các ánh sao mất đi, tầng thứ hai võ khúc các ánh sao, lại sáng lên. Diệp Thần đột phá. Cái này, quá không thể tưởng tượng nổi. Tất cả dấu hiệu cũng biểu hiện Diệp Thần thất bại à. Nhưng mà, hắn xác xác thật thật đột phá à. Ngọc Trân Tử cùng một đám trưởng lão, hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều là vẻ mừng rỡ như điên, suy bại chi khí quét một cái sạch. Diệp Thần, quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng. Trở thành thần cực tông trên lịch sử, cái đầu tiên để cho tổ linh dự đoán thất bại tồn tại à. Không chỉ là bọn họ. Vậy ở thất tinh luyện thần các bên ngoài rất nhiều đệ tử, cũng là cùng chung hoan hô. Mà lúc này, Diệp Thần, đã tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai, là một phiến hơn nữa đen nhánh hắc ám. Không có gì cả, đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Thần khẽ cau mày, nhưng, cũng không xem ban đầu ở tầng thứ nhất lúc đó, như vậy hoảng loạn. Tầng thứ hai hắc ám, mặc dù có dần dần chiếm đoạt tâm thần người cảm giác, nhưng hắn có thể cảm giác được, chỉ cần tâm cảnh không minh trong veo, không bị lạc trong đó, hắn thậm chí có cơ hội, thối lui ra luyện thần các. Chỉ là, cái này tầng thứ hai phải như thế nào đột phá đâu? Hắn đối với Thương Cổ Y Thần hỏi, lão Thương, cái này tầng thứ hai như thế nào phá? Thương Cổ Y Thần nói, võ khúc, lại gọi khai dương, cái gọi là khai dương là luật, diêu quang là tinh, những lời này bên trong, vậy hàm chứa võ đạo chí lý. Người bây giờ đã là tay cầm tinh thần, làm sao lấy là luật đâu. Còn dư lại, liền cần ngươi tự đi tìm hiểu, nói nhiều ngược lại đối với ngươi không tốt. Diệp Thần gật đầu một cái, ở trong hắc ám trầm tư. Hắn thật ra thì có chút bất ngờ Thương Cổ Y Thần hành vi. Đối với võ đạo giải thích, cuồng võ bá chủ hiển nhiên thích hợp hơn. Nhưng cuồng võ bá chủ mặc dù nhiều lần là Diệp Thần ra tay, nhưng đều là đối kháng kẻ địch lúc ra tay. Dưới mắt loại chuyện này là căn bản không có thể xuất thủ. Thương Cổ Y Thần làm là thần quốc thần y, vì sao sẽ hiểu những thứ này? Chẳng lẽ lão Thương có cái gì không muốn người biết đi qua? Mà Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, lão Thương nói để tỉnh hắn. Hắn tinh, dĩ nhiên là hắn lĩnh ngộ được vậy tơ võ đạo chân ý, cái này mặc dù không phải là thực chất đồ, nhưng Diệp Thần biết, cái này võ đạo chân ý, đã để cho hắn có chất thay đổi. Chiếu dọi hắn võ đạo, đi về phía trước phương hướng, vũ kỹ của hắn, hắn hành động, đều ở đây cái này võ đạo chân ý dưới ảnh hưởng, biến đổi ngầm biến hóa, hơn nữa thuần túy. Như vậy, hắn luật, thì là cái gì chứ? Ở trong hắc ám, thời gian trôi qua, giống vậy võ giả, có thể sẽ dần dần rơi vào cái này trong hắc ám, vô tận xa vào, cuối cùng thần hồn hao hết mà chết. Có thể Diệp Thần, theo hắn suy tính, cặp mắt. Nhưng bộc phát sáng rực đứng lên. Lúc này, thất tinh luyện thần các bên ngoài. Thời gian, đã qua 3 ngày 3 đêm. Diệp Thần, còn không có đột phá tầng thứ hai. Ngọc Trân Tử hỏi, bổn tông trên lịch sử, đột phá tầng thứ nhất đệ tử, nhất trường hoa bao lâu? Nhị trưởng lão nói, 9 giờ, tên đệ tử kia là vạn kiếp thể. Cũng chỉ có vạn kiếp thể, mới có thể có ở đây không lấy ý cảnh chống cự dưới tình huống, kiên trì lâu như vậy. Nhưng, cũng là mạo hiểm vạn phần, cũng may cuối cùng, hắn bắt được một chút hiểu ra, thành công đột phá. Ngọc Trân Tử gật đầu một cái, nói cách khác, Diệp Thần, xài đến gần cực hạn thời gian 10 lần, vậy tầng thứ hai đâu?
Nhị trưởng lão ánh mắt chớp động nói, tầng thứ hai, và tầng thứ nhất tính chất, có bản chất khác biệt, tiêu phí thời gian dài nhất tên đệ tử kia, ước chừng 3 tháng, mới đột phá. Cho dù là ngắn nhất, vậy dùng một ngày thời gian. Ngọc Trân Tử khẽ cười khổ, nếu như, Diệp Thần và tầng thứ nhất như nhau, muốn Hoa đem gần thập bội cực hạn thời gian đột phá, vậy, chính là 900 trời ạ. Tầng thứ hai, ngây ngô được thời gian càng dài càng nguy hiểm. Tên kia nán lại 3 tháng đệ tử, mặc dù đột phá, khá vậy trực tiếp từ tầng thứ 3 bước lui ra, không có tiếp tục khiêu chiến, lúc đi ra, người khác phát hiện hắn thần hồn, cũng thiếu chút nữa khô kiệt, tu dưỡng 100 năm, mới khôi phục. Nếu như nán lại 900 thiên, coi như là bọn họ, phỏng đoán đều phải chết ở bên trong. Trong hắc ám, Diệp Thần ánh mắt, càng ngày càng sáng. Vì sao là luật? Luật chính là bản tâm. Chính là nguyên tắc, chính là vậy một chút chân linh, hắn võ đạo cũng là như vậy. Cái gọi là khai dương là luật, liền đem mình đối với chân võ ý hiểu ra, tạo thành mình đặc biệt tượng trưng. Đem mình chân linh cùng bản tâm, dung nhập vào trong đó. Từ đây, hắn võ liền mang theo hắn sắc thái, là chỉ thuộc về hắn ý cảnh. Một khắc sau, Diệp Thần đứng lên, cũng dậy kiếm chỉ, đầu ngón tay bên trên. Lần nữa lóe ra vậy lấy võ đạo chân ý ngưng luyện mà thành ánh sáng trắng, cổ tay hắn ngay cả động, ở hư vô kia trong hắc ám, một khoản rạch một cái viết 4 chữ to. Trong hắc ám, xuất hiện một luồng quang minh, vậy 4 chữ to, giống như ở trong hắc ám, dâng lên nắng gắt. Chỉ ta lăng tiêu cái này 4 chữ, chính là Diệp Thần võ ý. Vì sao là chỉ ta? Chỉ ta, chính là kiên trì tự mình, thấy rằng hắn đối với vạn vật biết. Tựa như ở giữa thiên địa, chỉ có mình một người, không có động tĩnh. Vì sao là lăng tiêu? Cho dù là thương khung chắn trước mặt hắn, cho dù là ngày này, che đậy hắn mắt. Để cho hắn không thể chỉ ta, mất nhưng bản tâm, vậy hắn cũng phải bao trùm trên đó. Phá thiên ra. Trong nháy mắt, hắc ám tiêu tán, Diệp Thần đi tới tầng thứ ba. Ngay tại Ngọc Trân Tử các người, là Diệp Thần mà lo âu lúc đó, tầng thứ hai ánh sao. Nhưng là chợt chớp mắt xuất hiện ở tầng thứ ba. Mọi người thấy vậy, ngay tức thì đờ đẫn. Diệp Thần lại đột phá. Nhanh như vậy, đã đột phá. Bình thường mà nói, đột phá luyện thần các tốc độ, là càng ngày càng chậm, bởi vì, một tầng so một tầng khó khăn, có thể Diệp Thần ngược đường mà đi. Ngọc Trân Tử nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Đồ Lan Tâm nói, Lan Tim, tầng thứ ba ghi chép, là ngươi sáng tạo chứ. Ngươi xài bao lâu? Đồ Lan Tâm nói, 18 giờ. Chẳng lẽ, Diệp Thần ở tầng thứ ba, sẽ cho bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ? Vượt qua 18 giờ. Tầng thứ ba, Diệp Thần trước mặt, xuất hiện Tôn Di, xuất hiện Phần Anh, xuất hiện Thương Dạ, xuất hiện Bạch Trấn Đường, Tử Ngưng các người. Bọn họ, lúc này đều ở đây bị hành hạ, mà mình lại bị vô danh dẫm ở dưới chân, căn bản không có sức phản kháng. Hết thảy, đều là chân thật như vậy, căn bản không phải dựa vào thần hồn mạnh mẽ, dựa vào niệm ma thân thể liền có thể phân biệt. Và ngày đó Văn Thiên Lễ sáng tạo ảo cảnh, có bản chất khác biệt. Nhưng lúc này Diệp Thần, nhưng là sắc mặt bình tĩnh. Liêm Trinh, lại tên Thiên Hành, khai dương là luật, diêu quang là tinh, nhận định là âm. Cái gì là âm, liền đem vậy võ đạo chân ý, thông suốt từ đầu đến cuối, như âm bên tai. Vang dội thế giới. Hiện tại, bất luận gặp phải vì sao trường hợp, bất luận biết bao tuyệt vọng dưới tình huống, Diệp Thần võ đạo đã sáp nhập vào hồn phách của hắn, hắn chỉ sẽ phát ra một loại thanh âm. Phá! Diệp Thần nhàn nhạt nói, chung quanh hết thảy, ngay tức thì biến mất. Mà ánh sao, xuất hiện ở tầng thứ tư. Liền liền thương cổ y thần đều có chút rung động, thằng nhóc này đối với võ hiểu, dung hợp, tiến bộ quá nhanh có chút vượt quá tưởng tượng. Thậm chí liền ngủ say Phong Thanh Dương cùng với cuồng võ bá chủ bia đá bên trong cũng xuất hiện một đạo kinh ngạc chi âm. Luyện thần các bên ngoài mọi người, hoàn toàn trợn tròn mắt. Diệp Thần, từ tầng thứ ba lên tới tầng thứ tư, đừng nói mười mấy giờ, chỉ tốn trong nháy mắt à. Trong phảng phất, bọn họ tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Diệp Thần ở tầng thứ nhất tầng thứ hai, hoa thời gian dài, cũng không phải là bởi vì, hắn năng lực không đủ. Mà là, hắn lĩnh ngộ được so người bất kỳ cũng sâu sắc à. Cho nên,
sau đó chính là một đường hoành đẩy, không thể ngăn trở. Đồ Lan Tâm đám người sắc mặt, cũng đổi được cổ quái. Các nàng là thần quốc người xuất sắc, nói không kiêu ngạo, là giả, có thể bây giờ đối với so Diệp Thần. Còn kiêu ngạo được sao? Bất quá, trong lòng bọn hắn, càng nhiều hơn nhưng là mừng rỡ. Tầng thứ tư, Văn Khúc Các, lại tên Thiên Quyền. Nhận định là âm, quyền là lúc. Diệp Thần, xuất hiện ở biển sâu bên trong, không cách nào hô hấp, vô cùng kiềm chế, hắn có thể xa xa thấy trên mặt biển ánh sáng, hắn bơi à bơi, nhưng vô luận như thế nào vậy không đến gần được mặt biển. Hắn bơi ngàn năm, vạn năm, trăm triệu năm, thân thể sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, có thể Diệp Thần ánh mắt, nhưng thủy chung tập trung vào mặt biển, không biến hóa chút nào, dao động, vậy không thư giãn chút nào. Thông suốt nguyên tắc tạm thời dễ dàng, thông suốt nhất thế khó khăn. Chân chính võ, nhưng là kinh nổi thời gian khảo nghiệm. Diệp Thần tựa như vượt qua hàng tỷ năm, thật ra thì chỉ là ngay lập tức, chung quanh cảnh sắc, lần nữa biến hóa. Luyện thần các bên ngoài, nhìn vậy ánh sao cơ hồ không có thời gian cách nhau lóe lên, lúc này đi thẳng đến tầng thứ 5. Vô số đệ tử, đều phải rung động hồn lìa khỏi xác. Cái này, đây là cái gì tốc độ à? Đây chính là vô cùng kinh khủng thất tinh luyện thần các à? Không biết nhiều ít ngày mới, chết trong đó. Hơn nữa đóng một cái, sau đóng một cái khó khăn. Diệp Thần, liền qua hai ải, như thế nào cùng chơi như nhau. Cũng chỉ tốn một cái chớp mắt. Cho dù ở thần cực tông trên lịch sử, đột phá đến tầng thứ 5 võ giả, cũng không vượt qua 10 người à. Và Diệp Thần đối với so, mình đừng nói cùng là võ giả, thật là cũng không cần làm người. Một tất cả trưởng lão, Ngọc Chân Tử, Đồ Lan Tâm, cũng đều há hốc miệng ba, tựa như hóa đá. Bọn họ bên trong, đại đa số người cũng dừng bước tại tầng 4, chỉ có Đồ Lan Tâm, đột phá đến tầng thứ 5. Biết đột phá tầng 4 có bao nhiêu khó khăn, cái này tư chất, cũng quá khinh người chứ. Đến tầng thứ 5, Diệp Thần, nhưng là dừng lại. Đồ Lan Tâm ánh mắt lóe lên, nàng ghi chép là tầng thứ 6, nếu như Diệp Thần có thể đột phá tầng thứ 5 mà nói, chính là bằng nhau nàng ghi chép. Cũng là bằng nhau toàn bộ thần cực tông ghi chép. Mà lúc này Diệp Thần, đối mặt nhưng là mình, vô số mình, hắn thấy được đã từng là mình, bao gồm hắn nhất bình thường. Nhất không có sức, thậm chí không có bước lên võ đạo thời điểm, những cái kia bị núp ở trí nhớ chỗ sâu đi qua. Vân Hồ Sơn Trang, Lâm Tuyệt Long, hủy đi Ninh Ba Diệp ra hết thảy. Hắn không có sức, hắn vùng vẫy. Hắn mẫu thân Giang Nữ Dung ở một khắc cuối cùng đem hắn đẩy xuống liền hồ Đông Tiền. Hắn bị người cứu, đi tới Côn Lôn Hư. Một cái chớp mắt chính là 5 năm. Như thế trong nháy mắt. Diệp Thần có chút nhớ nhung nhà, có chút nhớ nhung Ti Kiêu, có chút nhớ nhung cha mẹ. Bách Lý Băng, Chu Nhã, Long Hồn, Tỉnh Chiết Giang, Y Thần Môn. Bọn họ cũng còn sao? Có lẽ, cùng trên tay sự việc kết thúc, cũng nên về thăm nhà một chút. Người, có lúc, khó khăn nhất đối mặt, chính là mình. Lộc Tồn, lại tên Thiên Cơ, khi làm người. Cho dù lấy Diệp Thần tâm tính. Thấy những thứ này cũng là hơi lộ vẻ xúc động. Nhìn tiếp nữa, hắn võ đạo chi tim, cũng có thể dao động. Thật ra thì, Diệp Thần đi tới nơi này, thu hoạch đã rất lớn, coi như hắn bây giờ võ đạo ý cảnh, không thể hoàn toàn vượt qua tầng kia cảnh giới, nhưng, cũng là đứng ở thần cực tông đỉnh phong. Có thể, Diệp Thần nhưng là lựa chọn tiếp tục xem. Tỉ mỉ xem, hắn võ đạo, là chỉ ta Lăng Tiêu. Bất luận ngăn cản ở trước mặt hắn là cái gì, cũng không thể có chút nào lui bước. Hắn ở chỗ này, cúi đầu, như vậy hắn mới vừa ngưng luyện ra Lăng Tiêu võ ý, có thể liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Hai tiếng sau đó, luyện thần các ánh sao, xuất hiện ở tầng thứ 6. Một tất cả trưởng lão, đều bắt đầu cuồng cười lên, thật là xem uống say đùa bỡn tử phong như nhau. Qua, thật qua, Diệp Thần. Đã bằng nhau Đồ Lan Tâm ghi chép à? Đồ Lan Tâm tư chất có kinh khủng dường nào, không có ai so bọn họ rõ ràng hơn. Mà lúc này, bọn họ bao gồm vậy muôn vàn đệ tử trong lòng, nghĩ đã không phải là ghi chép không ghi vấn đề. Là Diệp Thần, có thể hay không sáng tạo kỳ tích vấn đề. Lên đỉnh tầng thứ 7. Thần Cực Tông, từ khai tông tự hiện ở đây, đã qua hàng tỷ năm,
cho tới bây giờ không có người nào có thể lên đỉnh tầng thứ 7. Luyện thần thứ 7 các tham lang các, đối với mọi người mà nói, chính là một mê. Hiện tại, cái này mê, rất có thể phải ở bọn họ trước mặt, bị vạch trần. Nói như vậy, Diệp Thần, chính là xứng đáng không thẹn vạn cổ thứ nhất. Ngọc Trân Tử vậy kích động, không khỏi được có chút hưng phấn đối với Đồ Lan Tâm hỏi, Lan Tim, cái này tầng thứ 6, chỉ có ngươi tiến vào qua, là dạng gì? Đồ Lan Tâm lúc này, mặt mũi nhưng vô cùng hơi trầm xuống yên tĩnh, nàng ánh mắt chớp động nói, tông chủ, các ngươi bình tĩnh một chút, không nên quá qua mong đợi. Mọi người nghe vậy, đều là sững sốt một chút. Tại sao như thế nói? Đồ Lan Tâm vậy tựa như vĩnh viễn sẽ không hòa tan hàn băng giống vậy mặt đẹp bên trên, lại là lóe lên một tơ vẻ sợ hãi. Bao gồm Ngọc Trân Tử ở bên trong, tất cả mọi người, con ngươi co rúm lại. Bọn họ, chưa bao giờ thấy được Đồ Lan Tâm sợ qua. Đây quả thực, so thấy mặt trời ở bọn họ trước mắt nổ còn muốn cho bọn họ không tưởng tượng nổi. Đồ Lan Tâm tròn trẻo lạnh lùng vang lên mở miệng nói, trên thế giới này, sợ rằng không có bất kỳ người, có thể đột phá được tầng thứ 6. Đây là Diệp Thần đi tới tầng thứ 6, nhưng là khẽ cau mày, trước mắt dị tượng, toàn bộ biến mất, chính là một cái thông thường gian phòng, lầu các một tầng. Hắn hiện tại, đang đứng ở tầng 5 đi thông tầng 6 cửa thang lầu, trước mắt cách đó không xa, chính là leo lên tầng thứ 7 nấc thang. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn đứng ở phần bố cáo bên, quay đầu, còn có thể thấy luyện thần các bên ngoài đang hoan hô trước, kích động các đệ tử. Hắn thậm chí, liếc nhìn Văn Mẫn Nhi. Chẳng lẽ cái này tầng thứ 6, đi đi lên là được? Lão thương, đây là... Diệp Thần hỏi. Nhưng mà, để cho hắn kinh hãi phải, không có chút nào đáp lại. Lão thương, Diệp Thần lần nữa kêu gọi, lấy được nhưng vẫn là trầm mặc. Hắn... không cảm ứng được thương cổ y thần tồn tại. Hắn cặp mắt mở to, trợn tròn mắt, cho tới bây giờ không xuất hiện qua loại chuyện này. Bất quá, một lát sau, Diệp Thần liền bình tĩnh lại, bỏ mặc như thế nào, trước qua cái này tầng thứ 6, nói sau. Bên kia, ngay tại Diệp Thần xông thất tinh luyện thần các mấy ngày nay, nội viện bên trong, cũng là náo động không ngừng. Hồng gia thiên ma hồn thạch, đưa đến. Hồng gia ba mắt ma sói thiên nhãn, đưa đến. Hồng gia thái cổ ma hồn tinh hoa, đưa đến. Đầu tiên, chính là Hồng Diễn chỗ ở gia tộc, Hồng gia. Hồng gia, là một cái hai các gia tộc, hơn nữa, vẫn là ở vào hai cùng đỉnh cấp như vậy hai các gia tộc. Mấy ngày nay, lại là cuồn cuộn không ngừng đưa tới để cho thần cực tông đệ tử nội môn nghe, cũng sẽ kinh điệu cảm trình độ cao nhất bảo vật. Những bảo vật này rất nhiều. Cho dù đặt ở thần cực tông, đều có thể gọi là chí bảo à. Mà Hồng gia, lại vào lúc này toàn bộ đưa tới cho Hồng Diễn. Đây là ý gì, không cần nói cũng biết. Đó là phải không tiếc bất cứ giá nào, giết chết Diệp Thần à. Mọi người hiện tại, đều không phải là cảm thấy nhân ma tộc vô sỉ, mà là thật nổi giận. Đều có khơi mào hai tộc chiến tranh ý nghĩ. Người mẹ hắn bốn người ma tộc, đánh một cái nhân tộc. Dùng tới siêu cường liên thủ võ cũng được đi, còn dựa vào thế lực gia tộc, dùng đủ loại bảo vật điên cuồng chất đống thực lực. Đây không phải là ăn gian, cái gì là ăn gian? Còn cái gì cuộc chiến sinh tử, đây là nghiêng gia tộc lực muốn giết người à? Khi dễ người, cũng phải có cái ranh giới cuối cùng chứ. Tông môn cho phép cuộc chiến sinh tử, là vì để cho đệ tử có thể tăng lên thực lực, không phải cho ngươi giết người mượn cớ à? Thậm chí. Nội môn thứ hai, nội môn thứ năm cùng mấy tên đứng hàng ở bên trong cửa hàng đầu nhân tộc đệ tử, lúc này, đã tới Hồng Diễn nhà trọ trước. Nội môn đệ tử nhà trọ, đều là biệt thự giống vậy tồn tại. Nội môn thứ hai, giết rồng thần quang liền hiên kỳ. Nội môn thứ năm, mưa gió tùy thân tần nhạc minh. Nội môn thứ tám huyền âm kiếm chu không hạ các người, cũng đứng ở ngoài cửa, khí thế hung hăng. Liền hiên kỳ linh lực kích động. Hướng về phía nhà trọ hét lớn một tiếng nói, nhân ma tộc rác rưởi, Hồng Diễn ngươi cho ta cút ra đây. Bọn họ thành tựu nội môn nhân tộc đệ tử, bây giờ nhìn không nổi nữa. Bọn họ nhân tộc lẫn nhau bây giờ, có lẽ sẽ tranh đấu, sẽ đạp người khác leo lên, nhưng, ở dị tộc trước mặt, nhưng đồng dạng là đoàn kết. Người ta có thể đánh, ngươi, không được.
Nếu như lại bỏ mặc, bọn họ còn có cái gì mặt mũi, đối mặt đồng bào của mình. Cho nên, bọn họ quyết định liên hiệp cùng nhau, để cho người Hồng Diễn Các, triệt tiêu đối với Diệp Thần cuộc chiến sinh tử. Nhân ma tộc là mạnh, nhưng tại chỗ, đều là nội môn đỉnh cấp đệ tử, vậy thật không nhất định chỉ sợ bọn họ. Nhưng ngay khi Liền Hiên Kỳ, tiếng nói vừa dứt ngay tức thì, Hồng Diễn nhà trọ bên trong, chợt dâng lên bốn đạo ma ảnh. Cái này bốn đạo ma ảnh tản ra vô cùng kinh người hơi thở, để cho những thứ này nội môn đỉnh cấp, đều là sắc mặt cuồng biến. Tại sao có thể như vậy? Hồng Diễn đám người hơi thở, không thể nào như thế kinh khủng à. Chu Không Hạ ánh mắt run run, thanh âm có chút run lẩy bẩy nói cái này. Bọn họ là đem tứ ma phong thiên quyết luyện nhập môn à. Tần Nhạc Minh hung hãn lay động đầu, cái này đâu chỉ là nhập môn à. Chí ít, chút thành tựu. Trong chốc lát, những thứ này nội môn đỉnh cấp, bắt đầu sợ hãi, rút lui. Mà ngay lúc này, bốn đạo ma ảnh bên trong, ma khí nồng nặc nhất vậy đạo ma ảnh, cả người hơi thở, đột nhiên bắt đầu điên cuồng leo lên. Mọi người sững sốt một chút, cái này bốn đạo ma ảnh, còn chưa có bắt đầu dung hợp à. Làm sao, hơi thở liền bắt đầu kéo lên. Rất nhanh, ma ảnh kia hơi thở, liền đột phá, dù vậy, còn không có dừng lại. Ngay tại lúc này, Liền Hiên Kỳ điên cuồng hét lên một tiếng, chạy mau. Cái này, là Hồng Diễn hắn mượn cái này tứ ma phong thiên quyết, cùng với Hồng gia rất nhiều bảo vật trợ giúp, đột phá. Đã, không phải chúng ta có thể chống lại. Mọi người tâm đảm run lên, lúc này, ma ảnh kia hơi thở, càng ngày càng mạnh. Hắn hơi thở, thậm chí cũng ngay tức thì bao phủ toàn bộ thần cực tông. Hống, Hồng Diễn biến thành ma ảnh. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, mắt tím bên trong, thoáng qua vẻ mừng rỡ như điên. Giờ khắc này, hắn cảm giác, mình đã nắm trong tay thiên địa vạn vật, mình, chính là thần. Muốn chạy, ma ảnh bên trên, hiện lên một cái quỷ dị mỉm cười, cùng viện bây giờ, không khỏi cuộc chiến sinh tử chứ. Dứt lời, hắn hướng về phía những cái kia lấy tốc độ nhanh nhất, kinh hoàng chạy thục mạng nội môn đỉnh cấp các đệ tử. Đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Một khắc sau, oanh oanh oanh. Mấy đoàn xương máu, vô căn cứ bạo tán ra. Những thứ này chém ách tầng hai thiên các yêu nghiệt, lại, không có một cái sống sót, bị hoàn toàn nhập ma Hồng Diễn giết. Thất tinh luyện thần các, tầng thứ sáu, cự môn các. Diệp Thần, chậm rãi bước ra một bước, mà đang ở Diệp Thần chân, rơi vào tầng thứ sáu trên ngay tức thì, trong vô hình. Một cổ quỷ dị chập chờn khuếch tán ra. Cái gì? Diệp Thần sắc mặt biến đổi, ở cổ ba động kia bên trong, hắn cảm nhận được, hơi thở tử vong. Chân chính tử vong. Cổ ba động này, lại tựa như, chính là thần quốc ý chí vậy. Giờ khắc này, thần quốc, phải đem hắn mất đi. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thần điên cuồng phun trào linh lực, muốn chống cự, có thể tại thế giới sát ý trước mặt. Bất kỳ vùng vẫy, chống cự, thì có ích lợi gì? Sinh mệnh lực, đối với thế giới mà nói, giống như không có tác dụng. Trong nháy mắt, Diệp Thần thân thể, nổ tung, thần hồn, mất đi, không chỉ là như vậy, hắn thậm chí cảm giác được, mình tồn tại dấu vết, đều bị lau tiêu mất. Không có ai, sẽ nhớ hắn. Giờ khắc này, sợ hãi, xông lên Diệp Thần trong lòng. Đột nhiên bên trong, một tia sáng trắng bao gồm hắn. Phảng phất là vậy đạo hắn luyện thành võ đạo chân ý, mà đây võ đạo chân ý, cũng chỉ kiên trì một cái chớp mắt, liền mất đi. Một khắc sau, Diệp Thần mở hai mắt ra, hắn trở lại mình nguyên lai chỗ đứng, tầng 5 đến tầng 6 cửa thang lầu. Hắn thô trọng thở hào hển, trên mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trong mắt kinh hoàng, vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán. Hắn nhìn xem tay mình lại vẫn còn sống. Là vậy đạo võ đạo chân ý, cứu mình. Diệp Thần cảm thụ một chút, sắc mặt càng trắng bệch liền một phần, võ đạo của mình chân ý, biến mất. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thần chặt chẽ cắn răng, hắn hiện tại, nên làm cái gì? Hiện tại, tiếp tục khiêu chiến tầng thứ 6, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hơn nữa, đi về trước nữa một bước, cũng không có võ đạo chân ý, có thể cứu hắn. Chẳng lẽ... Là bởi vì là võ đạo của mình, không đủ thuần túy sao? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Chẳng lẽ,
có người có thể đủ đột phá cái này tầng thứ 6. Hiện tại, mặc dù hắn võ đạo chân ý, mất đi, nhưng, mệnh nhưng giữ được, nếu như thối lui, hắn còn rất có hy vọng, đem võ đạo chân ý, lần nữa ngưng tụ ra. Diệp Thần ngưng mắt nhìn cự môn các mặt đất, do dự, kinh sợ, thậm chí, gót chân đã di động về phía sau. Có thể, một khắc sau. Diệp Thần nhưng là phát ra một tiếng thét điên cuồng nói, lão tử mẹ hắn cũng không tin. Tới à, có bản lãnh, đem ta hoàn toàn tiêu diệt, nếu không, ta tuyệt sẽ không lùi bước. Diệp Thần chợt bước ra một bước, rơi vào tầng thứ 6 trên mặt đất. Hắn đã làm xong chết chuẩn bị. Nhưng, cho dù chết, hắn cũng phải hoàn toàn thông suốt võ đạo của mình. Nhưng mà, làm Diệp Thần bước chân rơi xuống, nhưng là cái gì vậy không phát sinh? Diệp Thần ngẩn người, đột nhiên bây giờ, hắn lại có thể cảm giác được, mình lăng tiêu võ ý. Tình huống gì? Diệp Thần lẩm bẩm một câu. Đây là, đã lâu Phong Thanh Dương thanh âm đột nhiên vang lên nói, thằng nhóc, ngươi thành công. Sư tôn, Diệp Thần trong lòng vui mừng. Phong Thanh Dương thi triển vậy cực hạn một kiếm sau hoàn toàn ngủ say. Hiện tại lại có thể thức tỉnh. Phong Thanh Dương yếu ớt cười một tiếng, nói. Cự môn lại tên Thiên Tuyền, Tuyền là đất, chính là thế giới này, thế giới tại ngươi là địch, chính là có mọi thứ chỗ mưu lợi, cao nhất sức mạnh to lớn, cũng không thể nào sử dụng. Nhưng, chỉ có một vật, có thể cùng chi chống đỡ, đó chính là ngươi ý chí, ngươi làm rất tốt, lấy ý chí, chiến thắng thế giới. Ta Phong Thanh Dương kiêu ngạo nhất sự việc chính là thu ngươi làm đồ đệ. Mà lúc này, tinh quang, như ngừng lại tầng thứ 7. Không thể nào. Đồ Lan Tâm kinh hô một tiếng. Diệp Thần, đột phá tầng thứ 6. Làm sao làm được? Ban đầu, nàng võ đạo ý cảnh, nhưng mà ở tầng thứ 6, hoàn toàn hỏng mất à. Nàng nhặt trở về một cái mạng sau đó, liền lui ra ngoài, lần nữa ngưng luyện võ đạo của mình. Ở nàng tưởng tượng bên trong, chỉ có tu vi chân chính siêu thoát thần quốc hạn chế cường giả, mới có thể thông qua tầng thứ 6 chứ. Diệp Thần mặc dù nghịch thiên, có thể bây giờ Diệp Thần, bàn về thực lực và mình là khác nhau trời vực, không khách khí nói, nhúc nhích một chút ngón tay, là có thể trong nháy mắt giết Diệp Thần, có thể hắn là làm sao thông qua tầng thứ 6. Trong nháy mắt, tên này cơ hồ có thể đem thần quốc rất nhiều cường giả, dẫm ở dưới chân cô gái, lại lộ vẻ được có chút thất hồn lạc phách đứng lên. Nàng cảm giác, mình lần đầu tiên trong đời, thua. Bại bởi một người thái hư cảnh võ giả. Mà luyện thần các bên ngoài, vang lên lần nữa sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô. Diệp Thần, thật sáng lập lịch sử. Ngọc Trân Tử các người, chính là hai mắt nhìn nhau một cái, mừng rỡ như điên, thần cực tông, thật con mẹ nó muốn quật khởi. Hiện tại, Diệp Thần chính là bọn họ trong lòng vô cùng trọng yếu tồn tại. Coi như Diệp Thần kêu bọn họ cầm thần cực tông bán, cho hắn tu luyện, bọn họ, cũng sẽ đồng ý. Như vậy yêu nghiệt, đáng làm như vậy. Tầng thứ 7, Tham Lang Các. Đứng ở Diệp Thần trước mặt, là một đạo màu trắng hấp dẫn, chính là Tổ Linh. Lúc này, Tổ Linh nhìn Diệp Thần, nhưng là cười. Ngươi để cho ta thật bất ngờ. Diệp Thần hơi kinh hãi, vội vàng thi lễ nói, đệ tử gặp qua Tổ Sư. Tổ Linh khoát tay áo nói, ngươi là cái đầu tiên, tiến vào Tham Lang Các người, ta có một kiểu đồ đưa cho ngươi. Tiếp hảo. Một khắc sau, Tổ Linh trong tay, nhiều hơn một thanh trường kiếm, một chuôi tựa như do võ đạo chân ý chế tạo trường kiếm. Hắn tay cầm trường kiếm, lại là không nói hai lời, trực tiếp hướng Diệp Thần, một kiếm đâm tới. Trong nháy mắt, Diệp Thần thân thể, liền không cách nào nhúc nhích. Tham Lang. Lại tên Thiên Su, Su là trời. Trời, chính là cái này trong sâu thẳm cao nhất đại đạo. Đối mặt cái này đại đạo, thậm chí liền phản kháng ý chí, đều không cách nào sinh ra. Nhưng, một tia sáng trắng, nhưng là từ Diệp Thần trong cơ thể sáng lên. Diệp Thần chỉ ta lăng tiêu võ ý, lại là tự đi bốc lên, tựa như hướng về phía chém tới cao nhất võ đạo, dâng lên chống lại ý vậy. Một khắc sau, đại đạo hơi thở tiêu tán. Diệp Thần trước mặt chỉ để lại một đoàn ánh sáng trắng. Diệp Thần ánh mắt run lên, cái này ánh sáng trắng phảng phất là vô cùng là thuần túy võ đạo ý vận. Tổ Linh mỉm cười nói, rất tốt, ngươi thông qua khảo nghiệm, ta sứ mạng, vậy hoàn thành.
Cái này ánh sáng trắng run lên, lại là sáp nhập vào Diệp Thần trong cơ thể. Nháy mắt, Diệp Thần nguyên bản, vẫn còn ở trưởng thành bên trong, thuộc về manh nha trạng thái lăng tiêu võ ý, lại là điên cuồng chiếm đoạt dạy cái này võ đạo ý vận, cũng bắt đầu thật nhanh lớn lên. Thương cổ y thần vô cùng khiếp sợ nói, thằng nhóc, ngươi thật là được lợi lớn, cái này võ đạo ý vận, căn bản không thuộc về thần quốc à. Chỉ có thượng giới người, mới được. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình chớp mắt, xuất hiện ở thất tinh luyện thần các bên ngoài. Mà ở sau lưng hắn, một đạo nhàn nhạt bóng trắng, bay lên, hướng về phía mặt đầy đờ đẫn Ngọc Chân Tử, và thần sắc có chút khác thường Đồ Lan Tâm, khẽ gật đầu, sau đó, liền chớp mắt, biến mất ở rất xa không tế. Thông qua, Ngọc Chân Tử nhẹ thở một hơi tổ linh nhiệm vụ, hoàn thành. Một tất cả trưởng lão, cơ hồ đều muốn rơi lệ, quá kích động. Ngọc Chân Tử đột nhiên nói, Diệp Thần, sẽ do bổn tông chủ tự mình thu làm đệ tử. Mọi người nhìn về phía Ngọc Chân Tử, gật đầu, bọn họ biết, Ngọc Chân Tử ánh mắt cực cao, mấy trăm ngàn năm, chưa từng thu một người học trò, vì, chính là đến khi xem Diệp Thần như vậy thiên tài. Diệp Thần đứng ở luyện thần các trước, cả người khí chất, cũng phát sanh biến hóa, vốn là mũi nhọn, tựa hồ nội liếm, có thể cả người khí chất, nhưng bộc phát chui luyện. Giống như, một chuôi sắp ra khỏi vỏ, lên chém trời, chém xuống quỷ thần thần kiếm vậy. Thu hoạch lần này, quá lớn, hoàn toàn không thể so với thần ma chỉ kém. Mặc dù, hắn tu võ cảnh giới, không có chút nào tăng lên, thân thể, thần hồn khắp mọi mặt cũng giống như vậy. Có thể, hắn cả người, cũng đã xảy ra một loại chất biến hóa. Hiện tại, hắn lấy chỉ ta lăng tiêu võ ý làm trụ cột, thi triển võ, uy lực, chỉ sợ là cực hạn tăng lên. Cái này tăng lên, nhìn như rất quá đáng. Thật ra thì, cái này, vẫn là bảo thủ. Phải biết, Diệp Thần bây giờ võ đạo ý cảnh siêu thoát tại thần quốc võ đạo quy luật bên trên liền à. Diệp Thần khẽ mỉm cười, mặc dù hắn hiện tại tự thân thực lực, có chút không theo kịp ý cảnh cao độ, nhưng, hắn có lòng tin cùng những người đó ma tộc võ giả đánh một trận. Một khắc sau, hắn liền rời đi luyện thần các, hắn phải trở về nhà trọ, thật tốt củng cố mình một chút thu hoạch. Mà ngay lúc này, thương cổ y thần thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Thần, quyết chiến còn chưa bắt đầu, ta đây là đề nghị ngươi đi tìm một nơi ngọn lửa. Mới vừa thần quốc tựa hồ có một nơi ngọn lửa khác thường động. Ngọn lửa này nếu như ta không đoán sai, hẳn tên là Đế Lâm Hỏa. Nếu như có ngọn lửa này, người đối với những người đó ma tộc hạng người lá bài tẩy ngược lại là không sợ hãi. Huống chi, hiện tại ngươi muốn hoàn toàn vận dụng viêm bia, dựa hết vào thanh liên yêu hỏa cũng không có dùng. Một món khác thái cổ sát diễm ngươi thời gian ngắn vậy không luyện hóa được. Cái này Đế Lâm Hỏa hoặc giả là ngươi duy nhất thời cơ. Đế Lâm Hỏa. Giờ khắc này, Diệp Thần ngược lại là sinh ra chút hứng thú. Viêm bia thành tựu thập đại huyền bia ở giữa chiến bia. Đối với hắn quá trọng yếu. Thậm chí và những người đó người của ma tộc so sánh, lộ vẻ được mênh mông vô cùng. Thiên địa kém. Chỉ tiếc, bởi vì viêm bia mạnh mẽ, cần năng lượng quá đáng sợ. Thanh liên yêu hỏa đã coi là nghịch thiên, nhưng là xa xa không đủ. Ngay tại lúc này, thương cổ y thần tiếp tục nói, còn có một chút nguyên nhân. Đây mới là ta để cho ngươi đi tìm Đế Lâm Hỏa mấu chốt. Diệp Thần chán nhíu một cái gì? Thương cổ y thần trầm tư chốc lát, mới nói, bởi vì hỗn độn tinh thụ, ngươi còn chưa hoàn toàn luyện hóa nó, giai đoạn trước luyện hóa coi như dễ dàng, hậu kỳ, nó cần cực mạnh chất dinh dưỡng, mà Đế Lâm Hỏa tính đặc thù vừa lúc là hắn chất dinh dưỡng một trong. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, được, ta vậy thì đi tìm Đế Lâm Hỏa. Thương cổ y thần gật đầu một cái này thời gian ta sẽ tiếp tục dạy ngươi một ít thứ, cũng coi là đối với ngươi tặng lại. Đúng rồi, ta đoạn thời gian này dạy ngươi y thuật, ngươi nắm giữ mấy phần. Diệp Thần suy nghĩ một chút, trả lời, 9 điểm. Thương cổ y thần trên mặt ngược lại là xuất hiện một vẻ vui mừng, coi như không tệ. Y đạo mặc dù nhìn như yếu hơn võ đạo, nhưng rất lâu, y đạo nhưng quyết định hết thảy. Diệp Thần, ta hy vọng ngươi có thể thừa kế ta y bát, trở thành chân chính một đời cực phẩm thần y. Diệp Thần kinh ngạc nhìn một mắt thương cổ y thần, hắn luôn cảm giác cái đó lão đầu ngoan cố lại nữa.
thậm chí từ từ tiếp thu mình. Hắn thật ra thì trong lòng có chút cảm động. Hắn mới vừa muốn nói cái gì, lão thương. Đột nhiên, một đạo kinh thiên tức giận tiếng vang khắp luân hồi mộ địa. Đi con mẹ ngươi, y đạo quyết định hết thảy. Ta Cuồng Vũ bá chủ trong mắt, võ đạo vô địch. Thương cổ y thần, người đặc biệt mẹ cho ta cút ra đây. Thương cổ y thần sắc mặt cứng đờ, nháy mắt đúng lúc trở lại liền hắn bia đá bên trong. Diệp thần, người mau hơn dây dưa cái này man nhân. Cái này man nhân không cần thiết tán, luân hồi mộ địa liền không một ngày thanh tĩnh à. Diệp thần, luân hồi mộ địa lại tung lên một hồi gió lớn, thương cổ cho ta đi ra. Ngươi nói ai là man nhân, ta là Cuồng Vũ bá chủ, Phách Thiên đứng đầu, là người đàn ông liền đừng kinh sợ. Đi ra, cút ra đây, nhất tuyệt sống chết. Nhưng mà, luân hồi mộ địa chỉ còn lại yên tĩnh. Diệp thần có chút sở khóc sở cười, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp hướng Đổ Lan Tâm chỗ ở đi. Lần này xin nghỉ, hắn phải tự mình hướng Đổ Lan Tâm mời. Thần Cực Tông một nơi tĩnh mật đền. Cái gì? Ngươi lại phải xin nghỉ. Đồ Lan Tâm đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Diệp thần, ngươi lúc này mới tiến vào tông môn bao lâu? Tại sao lại sắp đi ra ngoài? Huống chi ngươi và nội môn những tên kia quyết chiến sắp tới, còn muốn đi ra ngoài. Trọng yếu hơn chính là, ngươi mới từ luyện thần các đi ra, ngươi cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Chuyện gì, để cho ngươi khẩn cấp như vậy? Đồ Lan Tâm kinh ngạc là có đạo lý. Hắn thấy qua vô số đệ tử, nhưng không có một cái đệ tử có Diệp Thần thiên phú. Nàng để ý Diệp Thần. Nàng muốn bảo vệ Diệp Thần. Ở Thần Cực Tông, nàng còn mới có thể bảo vệ được. Nếu như ra Thần Cực Tông, thần quốc hiểm ác, sống chết không biết à. Diệp Thần chắp tay một cái, Đồ tiên tử, đệ tử có chút chuyện riêng phải xử lý, rất trọng yếu, nhất định phải đi. Đồ Lan Tâm rơi vào thật lâu trầm tư. Ước chừng một phút sau đó, nàng mới mở miệng, được, ta cho phép ngươi đi ra ngoài. Nhưng là trước đề ra, ngươi muốn ở quyết đấu lúc trước thời hạn trở về. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Diệp thần không chút suy nghĩ, đáp ứng, yên tâm. Diệp thần rời đi Thần Cực Tông, cũng không có biến dạng hư không, ngược lại là lựa chọn ngự không phi hành. Dựa theo thương cổ y thần chỉ thị đi tới Đế Lâm Thành bên trong. Hắn khó khăn lắm đi vào một tiệm trà, liền chuẩn bị thời khắc nghỉ ngơi, nhưng là nghe được một ít rất phi phàm thanh âm. Hây hây! Các ngươi biết không, Đế Viêm Tông xảy ra chuyện à? Một cái người đàn ông trung niên ngồi ở trong quán trà, giống như là trong lúc rãnh rỗi vậy, thở dài nói, mấy ngày nay, bên trong thành dị tượng liền liền, hơn nữa Đế Viêm Tông hiệu triệu thiên hạ thần y. Chạy tới trong sơn môn à? Chẳng lẽ muốn ngày cuối cùng? Cái gì? Thiên hạ thần y? Chẳng lẽ là Đế Viêm Tông một vị xảy ra chuyện? Cần thần y đi cứu chữa? Đế Viêm Tông không phải là có nhiều thần y sao? Ta nhớ thật giống như cuối tháng mới tuyên bố tin tức à? Bảo là muốn chiêu mộ thần y, đi cứu chữa một người à? Hơn nữa còn nói, chỉ cần cứu được người kia, liền cho nhiều khen thưởng à? Trong quán trà người, người một câu ta một lời, bắt đầu thảo luận. Diệp thần vậy hứng thú, hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Triệu tập thần y, chẳng lẽ là tông chủ Đế Viêm Tông bị thương à? Cái này tiểu ca, người nghĩ lầm rồi, triệu tập thần y, đó là vì cứu chữa con gái của tông chủ à? Một cái thanh y người đàn ông sống động nói, cái này Đế Viêm Tông à, chính là khu vực này đại môn phái à, nghe có hỗn độn cảnh cường giả chấn giữ. Nếu là tông chủ bị thương, há có thể cần ngoại giới thần y hỗ trợ. Cái này tông chủ Đế Viêm Tông Diêm Chấn Đông có một đứa con gái, tên là Diêm Nhược Hân. Đây chính là chúng ta Đế Lâm Thành, hàng đầu đại mỹ nhân à. Đáng tiếc à, vị này đại mỹ nhân trên mình bị mắc không biết là triệu chứng gì, nghe không ngày không đêm thống khổ khó nhịn, quá nhiều thần y xem qua sau đều là bó tay, cái này không tới 18 tuổi mà, cái này triệu chứng là càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này mới để cho chúng ta tông chủ Đế Viêm Tông Diêm Chấn Đông, tự mình ban bố nhiệm vụ. Muốn triệu tập thần quốc trên dưới danh y, đi chữa trị chúng ta Diêm tiểu thư à? Diêm Nhược Hân, Đế Lâm Thành 10 đại mỹ nhân một trong, từ nhỏ chính là quốc sắc thiên hương à? Bất quá một mực gặp nào đó loại nguyền rủa, hoặc là nói không biết tên bệnh tật vây khốn,
mỗi ngày mỗi đêm đều phải uống thuốc, mềm yếu vô cùng, cơ hồ mau trở thành bệnh người đẹp liền à. Tông chủ Diêm Chấn Đông lại là hàng năm mỗi một cái 3 tháng đều phải tuyên bố nhiệm vụ, tìm kiếm danh y chữa trị con gái mình. Nói như vậy, vị kia Diêm tiểu thư là bị thương, lưu lại gốc bệnh, không cách nào chữa trị. Nghe được cái này, Diệp Thần ngược lại có chút muốn phải giúp một tay, dẫu sao mình truyền thừa tại Thương Cổ Thần Y, đối với y thuật phương diện này vẫn là không thành vấn đề, dù là thật nghi nan tạp chứng gì, mình cũng có thể chuẩn bị xong. Thậm chí khả năng này là mình lấy được đế lâm hỏa mấu chốt. Thanh niên người đàn ông quay lại ngưng mắt nhìn Diệp Thần, cười nói, huynh đệ không ngại đi thử một lần. Nghe à, chỉ cần chữa khỏi Diêm tiểu thư, Diêm tông chủ sẽ đưa một chuôi tuyệt khí. Vì thế à, không ít gia tộc và tông môn đều muốn cứu chữa Diêm tiểu thư, nhưng vẫn không thành công. Đúng rồi, cửa thành bắc nơi đó, là đế viêm tông triệu tập địa điểm, vô luận là dạng gì thần y, cũng có thể đi thử một lần, có lẽ, người có thể trị hết đâu. Tuyệt khí, tầm thường chém ách võ giả, cũng đều là không có à. Thái hư cảnh võ giả, có cùng phẩm cấp thánh binh liền quá ít. Càng không cần phải nói cổ khí và tuyệt khí. Đế viêm tông, tông chủ Diêm Chấn Đông ngược lại cũng coi là xuống huyết bổn à. Nghe hắn mà nói, Diệp Thần ánh mắt lóe lên, dừng lại chút liền ra quán trà bên trong, hắn ngược lại là muốn đi đế viêm tông thử một lần, chữa trị vị này Diêm Nhược Hân bệnh của tiểu thư đau. Dĩ nhiên trọng yếu hơn chính là vậy đế lâm hỏa. Xa xa, đế viêm tông trong sơn môn. Một tòa trang sức vô cùng là tinh xảo thiền điện bên trong. Rộng lớn trên giường nằm một vị tuấn mỹ cô gái, da trắng nõn nà, cái mũi thi đấu núi tuyết, đẹp đến trình độ cao nhất, tóc đen như thác nước, giống như một vị thánh khiết tiên nữ vậy. Đáng tiếc cô gái này nhưng là cả người giống như bị lửa cháy mạnh cháy vậy, đau đớn vạn phần. À, không không, tại sao à? À, phụ thân, phụ thân. Cô gái trẻ tuổi toàn thân mỗi một tấc cơ hồ đều cảm giác bị lửa cháy mạnh cháy vậy. Nhưng là bề ngoài lại không nhìn ra bất kỳ tình huống gì tới. Bên cạnh đứng người đàn ông trung niên vừa đau lòng vừa đành chịu, chỉ có thể cắt tay mình cánh tay, dùng mình bất diệt máu thấp ở con gái trên mình, lấy này tới chậm tách ra con gái đau đớn. Hắn trong mắt đều là đau lòng thần sắc, nói, Nhược Hân, người yên tâm, phụ thân nhất định cho người tìm được thần y. Người đâu, theo người đàn ông trung niên tiếng giống giận truyền ra. Mấy cái cõng cái hòm thuốc người đàn ông vội vàng đi vào, mỗi người lấy kim châm ra, cùng với một cần phải khí vật, rồi sau đó cưỡng ép vận chuyển châm cứu, phá vỡ cô gái huyết mạch, tiến hành lấy máu, nhưng gặp tinh dịch máu màu đỏ nhỏ xuống đất, liền giống như thiêu đốt dầu lửa rơi xuống đất vậy. Rột rột, tí tách, bạch ngọc sàn nhà bị máu tươi bốc cháy, truyền ra từng cơn mùi khó ngửi. Trước mắt thân thể này như bị lửa cháy mạnh thiêu hủy cô gái. Bất ngờ chính là tông chủ đế viêm tông con gái, Diêm Nhược Hân. Bên cạnh người đàn ông trung niên, chính là tông chủ đế viêm tông Diêm Chấn Đông. 4 cái thái hư cảnh bác sĩ liên thủ cho Diêm Nhược Hân lấy máu, nhưng đem bạch ngọc mặt đất bị máu tươi thiêu hủy hơn nửa, bay ra đạo đạo khói xanh, cho tới khi Diêm Nhược Hân máu tươi đưa tới một phần chia sau đó, lại lấy ra lên cùng đan dược cho hắn uống xuống, lấy thành tựu liệu pháp. Hô hô! Đa tạ các vị! Đa tạ, Diêm Nhược Hân sắc mặt thảm trắng, hơi hướng 4 vị thần y điểm đầu. Diêm Chấn Đông dài hô một hơi, khẽ thở dài một tiếng, mang 4 vị thần y đi ra ngoài, hỏi cái này loại biện pháp không phải kế hoạch lâu dài à, lấy máu mỗi một lần đều phải khô Nhược Hân trong cơ thể hết thảy viêm tính máu, sau đó sẽ dùng thần dược tới treo mệnh. Cứ thế mãi đi xuống. Nhược Hân thân thể nhưng chính là phế bỏ à. Nghe lời này. 4 vị thần y cũng là sầu bi không lấy. Trong đó một người nói, Diêm tông chủ, Diêm tiểu thư trên mình mắc là vẫn thiên độc diễm chứng, chúng ta vậy thì không cách nào trừ tận gốc, thậm chí không cách nào chữa trị, đây là tiểu thư tiên thiên chứng bệnh, chúng ta bó tay, nhưng là chúng ta biết, tiểu thư 18 tuổi năm ấy, liền sẽ có một lần kiếp nạn, mời tông chủ thận trọng. Ngươi là ý gì? Ngươi nói rõ ràng, con gái ta có kiếp nạn gì? Nói, Diêm Chấn Đông bối rối, ngưng mắt nhìn trước mắt 4 vị thần y, hỏi, ta nói cho các ngươi nếu là chỉ hoãn bệnh của con gái ta tình chữa trị, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, ta có thể sẽ không bỏ qua các ngươi.
Bốn vị thần y liếc mắt nhìn nhau, không khỏi được than thở một tiếng, không thể làm gì. Trước đây cái đó cao gầy thần y, lại lần nữa nói, vẫn thiên độc diễm chứng là tiên thiên mang tới, coi như là tuyệt mệnh thuật, không dối gạt tông chủ, được loại bệnh này, đến một cái bị bệnh thời gian, chính là toàn thân cao thấp máu tươi cũng sẽ bị độc diễm đốt, máu tươi liền giống như dầu lửa vậy, có thiêu đốt hiệu quả. Nhưng là, hắn máu tươi cháy, nhưng lại không biết nấu hủy xương và kinh mạch. Có thể sẽ một mực đau đớn, cho đến một ban ngày đêm đi qua. Đại khái một cái tháng sẽ kéo dài 3 lần chừng. Nhưng là, căn cứ chúng ta mới nhất biết rõ, đại khái Diêm tiểu thư ở 18 tuổi thời điểm, vẫn thiên độc diễm chứng liền sẽ đạt tới cực hạn. Phải nói, Diêm tiểu thư kinh mạch và xương liền sẽ đạt tới tiếp nhận cực hạn, đến lúc đó, sẽ có một lần lớn nhất tấn công. Ý nghĩa, hắn hít thở sâu một hơi, lấy dũng khí nói, vậy ý nghĩa, 18 tuổi buổi tối hôm đó, Diêm tiểu thư máu sẽ trực tiếp sôi trào cháy, thiêu hủy kinh mạch và xương, đem biến thành người lửa, hơn nữa cái này loại thiêu đốt trình độ, vượt qua xa thần quốc mạnh mẽ ngọn lửa, sẽ đem hắn tự mình đốt đốt thành cho tẫn. Vẫn thiên độc diễm chứng. Một loại tiên thiên tuyệt chứng đi. Hơn nữa vẫn là tuyệt mệnh chi chứng, từ xưa tới nay cơ hồ mắc người trên cũng không xông qua 18 tuổi thành niên buổi tối kia. Ngày thứ hai liền sẽ hóa thành một hồi cho tàn bay tản ra đi. Cái này, không có biện pháp giải quyết sao? Ta có thể lấy ta chém ách chân khí, chế trụ nàng máu cháy. Diêm Chấn Đông thẩm vấn trước, giờ phút này cũng là vô cùng nóng nảy, thậm chí không dám đi xem trong điện nữ nhi, hỏi có hay không những biện pháp khác, các ngươi nói chuyện à? Không có cách nào. Cao gầy thần y buông tay một cái, bất đắc dĩ nói, nếu là có ngoại lực cưỡng ép áp chế, máu liền sẽ không bùng nổ, nhưng là một khi ngoại lực lại nữa áp chế, liền sẽ ngay tức thì bùng nổ, đến lúc đó sẽ không có cháy quá trình, Diêm tiểu thư sẽ ở ngay tức thì bị đốt thành cho tẫn. Bá đạo. Vô cùng bá đạo. Cái khác chứng bệnh còn có thể áp chế. Nhưng là vẫn thiên độc diễm chứng nhưng là không thể áp chế. Áp chế sau đó, buông ra thời điểm chính là bệnh nhân thời khắc chết. Cho nên mới sẽ là bá đạo vô cùng tuyệt chứng. Vậy hiện tại nên như thế nào? Các ngươi bốn cái là đế lâm thành đỉnh cấp thần y. Nói chuyện à, cho một biện pháp giải quyết à. Diêm Chấn Đông gầm hét lên. Hống được bốn vị thần y sửng sốt một chút. Bốn vị thần y thương lượng một chút, liên hiệp nói, tông chủ, người tuyên bố văn thư, mời thần quốc một ít cao nhất thần y ra tay đi, chúng ta không thể ra sức. Phế vật. Bốn cái phế vật. Cút. Diêm Chấn Đông mắng to không dứt, xoay người liền tìm tất cả trưởng lão thương nghị tìm danh y chuyện. Còn như bốn vị thần y, một mặt vô tội đi ra cung điện. Thần y mệnh lệnh, thần y chi bảng hiệu. Ngày hôm nay coi như là đập. Khi bọn hắn đi ra Đế Viêm Tông thời khắc, nhưng ở sơn môn dưới, đụng phải Diệp Thần. Ồ, tiểu huynh đệ. Ngươi là... Cao gầy thần y nhìn trước mắt Diệp Thần, có chút buồn bực, mà cũng không phải Đế Viêm Tông phục trang à, còn cõng cái hòm thuốc. Tới đón nhiệm vụ thần y. Quá trẻ tuổi, nhìn cũng không xem à. Mấy vị tốt. Nghe Diêm tiểu thư, cần thần y tới chữa trị. Diệp Thần thẩm vấn trước, hắn tới Đế Viêm Tông không chỉ là bởi vì tuyệt khí duyên cớ, nguyên nhân lớn hơn là Đế Viêm Tông Đế Lâm Hỏa. Trong truyền thuyết, Đế Viêm Tông người sáng lập, Thần Hỏa Đại Đế. Một vị vượt qua hỗn độn cảnh cao cấp đại năng cấp bậc tồn tại, sở trường sử dụng tất cả loại hệ lửa lực lượng, hắn lúc rời thần quốc thời khắc, đem trong tay hắn nhất là đắc ý Đế Lâm Hỏa, núp ở Đế Viêm Tông bên trong. Hắn hy vọng lấy lửa này là thời cơ. Bảo vệ Đế Viêm Tông dù sao cũng năm. Thần Hỏa Đại Đế. Nắm giữ hơn loại ngọn lửa, đã từng còn bao gồm Diệp Thần bây giờ có được Thanh Liên Yêu Hỏa, cũng đã từng là ở Thần Hỏa Đại Đế rất nhiều ngọn lửa một trong, mà trong đó đặc biệt nhất chính là, Đế Lâm Hỏa cái này loại ngọn lửa, uy năng thậm chí xa ở Thanh Liên Yêu Hỏa bên trên. Diệp Thần đi tới nơi này, liền là muốn có được Đế Lâm Hỏa. Chí ít, đạt được Đế Lâm Hỏa mình thực lực sẽ bạo tăng. Hỗn độn tinh thụ luyện hóa cũng sẽ có chuyển cơ. Trừ cái này ra, lần trước lấy được luân hồi huyền bi ở giữa viêm bia, cũng cần chiếm đoạt nhiều mồi lửa lực lượng để đề thăng, từ đó kích thích ra nội bộ hàng loạt lực lượng và Diệp Thần huyết mạch của mình lực, chính hắn huyết mạch lực, cũng cần chiếm đoạt mồi lửa, cộng thêm vẫn thiên độc diễm chứng,
bản thân chính là một loại đặc biệt ngọn lửa. Hơn loại yếu tố thêm chung một chỗ. Đưa đến Diệp Thần không chút do dự đi tới Đế Viêm Tông ra. Ách, đối với. Phía trên chính là Đế Viêm Tông Sơn Môn, người tự mình đi đi. Chúng ta là thúc thủ vô sách. Bốn vị thần y không thể làm gì đi xuống núi cửa nấc thang. Diệp Thần chậm rãi bước lên Đế Viêm Tông Sơn Môn nấc thang, đi qua mấy ngàn nấc thang, cái này mới đi tới Đế Diễm Tông núi trước cửa. Nhưng gặp một cái vô cùng khổng lồ Sơn Môn, cao đến mấy trăm trượng, chiều rộng cũng có trăm trượng to lớn Sơn Môn hiện lên ở trước mắt, lộ vẻ được phá lệ bàng bạc thở mạnh, còn có trên trăm người đệ tử chú đóng ở núi trước cửa. Ai? Người tới làm gì à? Ăn mặc áo bào đen, người có ý gì à? Cái gì lai lịch à? Mấy cái coi núi đệ tử nhìn trước mắt Diệp Thần, một mặt cảnh giác. Cái đừng thái hư cảnh đệ tử tiến lên nhìn chăm chú Diệp Thần, nói, như thế trẻ tuổi. Rốt cuộc tới làm gì à, tại sao ăn mặc áo bào đen à? Lời này vừa nói ra. Sơn môn chung quanh nguyên bản hội tụ trăm người, rối rít nhìn về phía Diệp Thần. Cái này trăm người, rất nhiều cũng tu vi không cao, nhưng mỗi cái một mặt ngạo nghễ, tuyệt đại đa số đều là trung niên hình dáng. Cái khác tất cả đều là ông già hình dáng, nhìn tuổi hẳn không thấp, mỗi một bên người đều có đi theo đồng tử, xem ra đều là tất cả lộ thần y. Đế Viêm Tông tuyên bố bảng văn. Triệu tập thần quốc trên dưới thần y tới cứu trị Diêm Nhược Hân. Cái này không, bảng văn xuất hiện không bao lâu, tất cả lộ thần y liền đều tới. Ta cũng coi là bác sĩ. Tới chữa trị Diêm tiểu thư bệnh tật, người cùng tránh ra đi. Diệp Thần thần sắc rửng rưng, áo bào đen dưới tuấn giật gương mặt, kể trước nghiêm túc lời nói. Vị này thái hư cảnh đệ tử sau khi nghe thần sắc sững sốt một chút, nghi hoặc nhìn Diệp Thần hình dáng, hỏi, ngươi có y bài à? Cái gì y bài? Diệp Thần vậy sững sốt một chút, nhìn tên đệ tử này, hỏi cái gì là y bài? Xem, chính là vật này. Đệ tử kia từ trong lòng ngực cầm ra một khối màu xanh nhạt bảng, bắt được Diệp Thần trước mắt. Nói, đây là thần quốc y các ban hành y bài, tương đương với thần y cứu chữa bệnh nhân bằng, người nếu là ngay cả cái này cũng không có, người vậy đừng tới. Y bài cũng không có. Người xem người bệnh gì à? Kia mát mẻ kia ở đi. Y bài. Diệp Thần ngược lại là suy nghĩ, mình thật giống như đích xác không có. Vật này ngược lại là có chút giống như là thượng cương chứng kiệt, muốn cầm vật này, còn cần đi y các học bổ túc. Sau đó đi ra ngoài bác sĩ Vân. Vân, mới có y bài, nếu không là không thứ này. Thương cổ y thần thành tựu như vậy nghịch thiên y thuật có người, làm sao cần y bài. Căn bản đều là người khác cầu hắn cứu, hắn chưa bao giờ chủ động cứu người qua. Lúc này mới không đem y bài sự việc nói cho Diệp Thần. Tính toán một chút, không có y bài cũng để cho hắn vào đi. Hơn một người. Liền coi như là hơn một phần hy vọng đi. Diêm Chấn Đông chào hỏi đệ tử để cho Diệp Thần tiến vào, hắn nhìn Diệp Thần, không khỏi được than thở một tiếng, hơn một phần hy vọng, cũng không biết là nhà nào thần y đệ tử, cũng chạy tới chữa trị Nhược Hân, tính toán một chút. Hắn lười được từ chối Diệp Thần. Dẫu sao Diệp Thần trẻ tuổi, tu vi cũng không tệ, đoán chừng là một cái thần y đệ tử chứ. Cũng không để ý hắn là thân phận gì. Lại coi như là hơn phần hy vọng đi, đây cũng là nữ nhi một lần cuối cùng cứu trị cơ hội liền à. Hơn một cái bác sĩ. Có lẽ hơn một cái biện pháp đây. Thêm nữa, Nhược Hân vậy sắp không chịu nổi. À, tiểu huynh đệ, như thế trẻ tuổi, ở thần quốc nhà nào y môn dưới à? Đứa nhỏ, như thế trẻ tuổi, cũng muốn tới phối hợp khen thưởng à? Đến lúc đó, chúng ta thiếu người trợ giúp. Người tốc độ có thể nhanh lên một chút à, nhớ đi lên hỗ trợ đệ một ít công cụ à. Tiểu huynh đệ, chờ lát nữa đừng quấy rối à, người nếu là quấy rối, lão phu một cái tát đập chết ngươi. Từng đạo thanh âm truyền vào Diệp Thần bên tai. Tới đây rất nhiều thần y, không có 80 cũng có 100, mỗi cái đều là thái hư cảnh hậu kỳ trở lên thần y, thậm chí còn có không thiếu chảm ách cảnh thần y, từng cái một mình cõng cái hòm thuốc, thật vất vả thấy Diệp Thần tới. Cũng lấy là Diệp Thần là một cái thần y đệ tử, phân phó để cho nó cực kỳ ngây ngô. Như thế trẻ tuổi à? Quá trẻ tuổi. Tốt tiểu tử trẻ tuổi. Diệp Thần không để ý tới sẽ những thanh âm này.
Diêm Chấn Đông nhưng là ôm quyền hướng trăm vị thần y ôm quyền, nói các vị, bên này vào đi, Nhược Hân đã không chờ được. Được, được, mời Diêm Tông Chủ dẫn đường. Mời Diêm Tông Chủ dẫn đường, chúng ta ngược lại là phải thật tốt xem, là hạng chứng bệnh, để cho Diêm Tiểu Thư chịu khổ nhiều năm như vậy. Làm phiền Diêm Tông Chủ. Từng vị thần y lên tiếng. Diêm Chấn Đông khẽ gật đầu, xoay người đạp không ra, xuất lĩnh trăm vị thần y đi tới trên đỉnh núi một tòa nguy nga lộng lẫy đại điện bên trong. Diệp Thần đi theo thần y trong đội ngũ, còn chưa từng đi vào đại điện liền thấy được mờ mịt ra băng sương mù, không khỏi được cảm khái một câu, đây là dùng vạn năm giường băng mới có hiệu quả đi. Không cùng những người khác đáp lại. Theo mọi người đi về phía trước, quả nhiên nhìn thấy một tấm to lớn hàn băng chi giường, tản mát ra ti ti lũ lũ hàn băng chi khí. Là vạn niên hàn băng. Hơn nữa không phải tầm thường vạn niên hàn băng, lại là biển thâm uyên vạn niên hàn băng chi giường, có vĩnh viễn không hòa tan năng lực, cũng mà còn có trước vô cùng là nhiệt độ rét lạnh, võ giả tầm thường đến gần cũng sẽ bị ngay tức thì đông lại. Nhưng mà, vạn niên hàn băng giường chung quanh treo rèm, một người phụ nữ nằm ở hàn giường băng bên trên, trên mình toát ra hơi nóng, không ngừng tiêu tán trước hàn giường băng khí lạnh. Các vị, đây cũng là tiểu nữ Diêm Nhược Hân. Đáng tiếc tiểu nữ Nhược Hân, một mực bị bệnh đau hành hạ, cả người máu tươi liền giống như dầu lửa vậy cháy, vô luận dùng cái gì thánh dược đều không cách nào chế trụ, xin các vị dùng hết toàn lực, cứu chữa tiểu nữ. Diêm Chấn Đông hướng rất nhiều thần y ôm quyền cúi người xuống. Duy nhất con gái độc nhất, vô cùng tự nhiên coi trọng. Nhìn thuở nhỏ chịu đủ thống khổ Diêm Nhược Hân, làm là cha ruột là nhất là lo lắng. Diêm Tông Chủ không nên khách khí. Rất nhiều thần y nói một tiếng, nhàn nhạt đi tới vạn niên hàn băng trước giường. Khó khăn lắm đến gần, không thiếu thần y liền gần như nói cái này. Cái này lại là vẫn thiên độc diễm chứng. Nguyên lai là loại bệnh này, khó trách à. Khó trách toàn thân máu tươi sẽ giống như dầu lửa vậy cháy, bệnh chứng như vậy, là tuyệt mệnh chi chứng à. Không thiếu thần y cảm khái nói. Một cái áo bào lam thần y, tỉ mỉ quan sát Diêm Nhược Hân. Trong mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, quan sát tỉ mỉ trước Diêm Nhược Hân cánh tay, nói nhỏ, xem cái này trên cánh tay màu tím đường vân, chắc hẳn đã thấm vào cốt tủy. Bất quá khá tốt à. Cái này màu tím đường vân, cũng không hoàn toàn xâm nhập xương tủy, có cứu. Có cứu à. Nhường một chút. Một cái thần y tiến lên, đẩy ra cái này áo bào lam thần y, cẩn thận nhìn chằm chằm Diêm Nhược Hân, ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói, Diêm Tông Chủ. Đây là thuở nhỏ xuất hiện vẫn thiên độc diễm chứng đi. Diêm Chấn Đông ánh mắt thâm thúy, gật đầu nói, không tệ. Bệnh chứng như vậy, cần một ít cực kỳ cao cấp thần dược à. Cùng đến tối, mượn ánh trăng năng lực, mới có thể hoàn toàn trị tận gốc à. Vị thần y kia nhàn nhạt vừa nói, hắn cũng có tên thần y, một mắt liền có thể đem Diêm Nhược Hân tình huống thấy rất rõ ràng, hắn lại lần nữa hỏi, năm ngoái bị bệnh thời gian là nhiều ít. Buổi chiều 3 giờ một khắc, Diêm Chấn Đông nhớ vô cùng quen thuộc. Được, bây giờ là buổi chiều 2 giờ 45, đến khi 3 điểm lúc đó, ta trước là áp chế, sau đó buổi tối lại là nàng trừ tận gốc. Diệp Thần đi tới, cẩn thận quan sát Diêm Nhược Hân một phen sau đó, hai tay chắp sau lưng, nhíu mày nói, mấy vị thần y, ta xem các ngươi là lang băm đi. Hắn lạnh nhạt ánh mắt quét nhìn một đám thần y. Nói căn bản đã sâu tận xương tủy, hơn nữa, thật nhiều con còn dư lại hạ 15p thời gian liền muốn độc phát, phải mau sớm cứu chữa, cái này loại vẫn thiên độc diễm chứng, mỗi phát tác một lần, lần kế phát tác thời gian liền sẽ để ra một khắc trước chung, cũng chính là 15 phút. Tiểu tử, ngươi nói bậy nói bạ cái gì à? Đồ chơi gì à? Một cái lỗ mũi nhọn lão đạo mặt coi thường, xem hình dáng là thiên hạc môn trưởng môn y đạo tử. Chúng ta ở chỗ này, cần một mình ngươi dược đồng hồ môn loạn ngữ. Thằng nhóc, đừng soát cảm giác tồn tại, ngươi là thứ gì à? Đi sang một bên. Không sai, kia mát mẻ kia ở, đừng quấy rầy chúng ta suy tư bệnh tình. Rất nhiều thần y cửa mặt coi thường hướng về phía Diệp Thần châm chọc. Nhất là y đạo tử và áo bào lam trình thần y, khương thần y vân. Vân, nguyên bản thật tốt xem bệnh, nghe được Diệp Thần lần này lời nói. Lại có thể dám can đảm nghi ngờ mình lời bàn, thật là không thể tha,
nếu không phải ở Đế Viêm Tông địa phương, những thứ này thần y có thể tùy tiện quyết định Diệp Thần sống chết. Thần y vì sao? Chính là bảng hiệu. Chính là quy củ. Thần y làm việc, người khác không cho phép nhúng tay, lại càng không chính xác nhiều lời. Không phải là một cấp bậc thần y, người chính là một cái trẻ tuổi tiểu tử, nhiều lời gì à? Thật cầm mình làm đồ chơi. Diêm Tông chủ. Nhìn Diêm tiểu thư thống khổ như vậy, ta muốn còn chưa đợi đi. Thiên Hạc môn trưởng môn y đạo tử dài hô một hơi, từ dưới quyền đệ tử trong tay nhận lấy cái hòm thuốc, nói ta vậy thì bắt đầu là tiểu thư chữa, chính là vẫn thiên độc diễm chứng mà thôi, lấy chúng ta lực, tự nhiên không cần để ở trong mắt, ngươi hơi cùng một ít giờ cho giỏi. Được. Đa tạ y đạo tử tiền bối. Diêm Chấn Đông hướng y đạo tử hơi ôm quyền cúi người, lấy tu vi mà nói, hắn còn xa ở y đạo tử bên trên, bất quá giờ phút này là phải cầu cạnh người, thêm nữa bệnh nhân là con gái mình, cho nên vị này sát thần Diêm Chấn Đông khách phát cáu vô cùng đỉnh. Không ngại. Mời các vị hơi lui về phía sau một hai. Bổn thần y muốn vận dụng thượng cổ truyền lưu thuật pháp. Y đạo tử để cho mọi người lui về phía sau mấy chục bước. Mình vậy lui về phía sau hai ba bước, sừng sững gian thần niệm một phát, cái hòm thuốc tự động mở ra, bay ra mấy chục chồng lên cùng thánh dược, có triệu niên đại linh chi, cơ hồ sinh ra ý thức của chính mình, cũng có là 100.000 niên đại hàn băng tuyết liên, còn có mấy trăm ngàn niên đại núi tuyết nhân sâm, rất nhiều đều là trí âm tới hàn vật. Giống như hàn băng tuyết liên, núi tuyết nhân sâm vân. Vân, mỗi một dạng đều có thể áp chế Diêm Nhược Hân trong cơ thể độc lửa chi dụng. Triệu niên đại linh chi, chính là cho Diêm Nhược Hân dùng cho tư bổ thân thể chi dụng. Thương thương thương, thương thương thương, từng đạo cơ quan tiếng xuất hiện. Y đạo tử ngự không trước 12 đại thánh dược, hai tay ngón tay mỗi người tràn ra mình máu thần, rồi sau đó lấy máu thần lăng không khắc vẽ ra một vòng ngũ hành bát quái trận. Theo ngũ hành bát quái trận tạo thành, hắn bắt đầu lấy tay chỉ thành tựu bút vẽ, sách viết ra một chữ cái đạo văn, mỗi hoàn thành một cái đạo chữ viết. Liền truyền ra một đạo cơ giới kiểu thanh âm. Bát quái ngũ hành ấn. Cực kỳ lợi hại à. Lấy 12 đại thánh dược làm chất dẫn tử, lại phối hợp ngũ hành bát quái trong trận ngũ hành lực, tất nhiên có thể khắc chế tiểu thư trong cơ thể độc lửa. Một vị Đế Viêm Tông Trảm Ách cảnh trưởng lão cảm khái. Hắn nhìn trước mắt y đạo tử đại phát thần uy, gật đầu không ngừng, treo tim hơi buông xuống. Hô hô hô. Hô hô. Đi đôi với gió lớn gào thét. Ngũ hành bát quái ấn bên trong phiêu tán ra màu xanh nhạt sáng bóng và khí tức, đếm không hết đạo văn quanh quẩn. Y đạo tử lại là đem 12 loại thánh dược ở giữa 8 loại trí âm tới hàn vật, hàn băng tuyết liên, hàn băng nhân sâm, núi tuyết nhân sâm, vùng biển thần niệm thảo, hàn băng bích ngọc thảo, hàn băng huyết hoa, hàn băng chi thảo, băng xương chi diệp vân. Vân 8 loại thánh dược, trực tiếp lấy cao nhất pháp lực tan ra. Nhất thời gian đại điện bên trong, hàn băng chi khí tràn ra, không thiếu thái hư cảnh võ giả đều cảm giác cả người run rẩy. Bạch ngọc mặt đất thậm chí đã bắt đầu kết băng. Chỉ gặp y đạo tử hai tay thu nạp hàn băng lực, rồi sau đó lại đánh vào ngũ hành bát quái trận bên trong, cuối cùng đem trận ấn đẩy về phía Diêm Nhược Hân, trong miệng nhắc tới đến, Diêm Tông chủ, nhanh chóng hỗ trợ, tan ra cái khác 4 loại thánh dược, đợi đến ta đem dấu vết đánh vào Diêm tiểu thư trong cơ thể. Liền có thể từng bước tiêu trừ nàng trong cơ thể độc lửa. Nhưng là khi đó, nàng thân thể sẽ không so yếu ớt. Cần vào bổ. Giờ phút này, y đạo tử khó khăn lắm nói xong. Nhưng gặp ngũ hành bát quái ấn đến gần Diêm Nhược Hân đồng thời, trong cơ thể mạnh mẽ độc lửa lực, thông qua trong cánh tay vết thương tràn ra, ngay tức thì hóa thành một con rồng lửa, trực tiếp đánh tan ngũ hành bát quái ấn. Phịch. Một đạo nặng nề tiếng vang truyền ra. Y đạo tử giống như bị một chuôi đồ sộ cái chùy đánh vậy, cả người bay rất ra ngoài mấy chục mét, trên đất trượt đi rất lâu, trong miệng khạc ra đỏ bừng máu tươi, bị thương vô cùng là nghiêm trọng. Hụ hụ hụ, không nghĩ tới à, không nghĩ tới, cái này vẫn thiên độc diễm chứng, lại có thể như vậy lợi hại à. Y đạo tử bị thương vô cùng là nghiêm trọng, liên tục trào máu, nhưng gặp cả người trên dưới bị lửa cháy mạnh cháy, cơ hồ nói ra những lời này sau đó. Liền trực tiếp té xỉu. Mau mau mau. Người đâu, đem y đạo tử tiền bối đưa xuống đi cứu chữa. Diêm Chấn Đông thần sắc không thay đổi,
tựa như một màn này đã thấy được qua rất nhiều lần. Hắn hít thở sâu một hơi, rồi sau đó tiến lên một bước, hướng rất nhiều thần y ôm quyền nói, các vị, xin hỗ trợ một chút, mau cứu tiểu nữ đi. Hơn vị thần y chố mắt nhìn nhau, bọn họ y thuật đại khái và y đạo tử kém không nhiều, có thể đem trọng thương ngã gục chảm ách cảnh võ giả cứu sống lại, nhưng lại y đạo tử cũng không được, bọn họ tự nhiên cũng không được à. Trước đây, căn bản không người nghĩ đến. Diêm tiểu thư trên người vẫn thiên độc diễm chứng, lại có thể nghiêm trọng như vậy, lúc này mới khó khăn lắm bắt đầu chữa, y đạo tử liền bị kỳ phản phệ thất bại bị thương nặng. Để ta đi. Quỷ cốc tông khương thần y chậm rãi đi ra, bất ngờ chính là trước đây cười nhạo qua Diệp thần áo bảo lam người đàn ông. Giờ phút này, hắn căn bản không xem Diệp thần, ngược lại là tiến lên ôm quyền, nói ta y thuật, còn ở y đạo tử bên trên, tu vi vậy so hắn cao một chút. Các vị, hay là để ta đi? Bất quá mời các vị chớ lên tiếng, để tránh ảnh hưởng ta chẩn đoán. Khương thần y liếc mắt một cái Diệp thần, tằng hắng một cái. Nói, nhất là một ít thanh niên hậu bối, cái gì cũng không hiểu, lại thích hầu ngôn loạn ngữ, bổn thần y nếu là ở chữa trị thời điểm, toàn bộ tinh thần chăm chú bên trong, nhiều một người thanh niên hầu ngôn loạn ngữ, có thể không phải là chuyện tốt à. Lời này vừa nói ra, mọi người rối rít nhìn về phía Diệp thần. Ở chỗ này hơn 100 người, trẻ tuổi nhất đều là trung niên hình dáng, cũng có 2000 tuổi cỡ đó, lớn tuổi điểm ví dụ như y đạo tử. Đều có vạn tuế, thanh niên hậu bối không thể nghi ngờ là nói Diệp thần. Không tệ. Chúng ta sẽ coi trọng vị thanh niên này hậu bối. Mời Khương thần y yên tâm chữa trị đi. Mấy cái thần y lên tiếng, tiến tới một bước đứng ở Diệp thần trước sau chừng. Tựa hồ có phòng ngừa Diệp thần quấy rối ý kiến. Diệp thần dù sao ôm tay, một mặt không có vấn đề. Được. Các vị, xin chờ chốc lát. Giữa lúc Khương thần y nói chuyện đồng thời, vạn niên hàn băng trên giường lại truyền tới một hồi tiếng kêu thê thảm. Không không. À. Đau, cứu ta à. Các vị thần y cứu ta, ta tất làm báo đáp à. Thần y, kính nhờ. Tê tâm liệt phế thanh âm để cho rất nhiều thần y thân hình chấn động một cái. Khương thần y lập tức tiến lên vén rèm lên vừa thấy, Diêm Nhược Hân bề mặt nóng như lửa, trong cơ thể máu tươi đang thiêu đốt. Không khỏi được tức giận nói, đáng chết, y đạo tử cái này, lãng phí quá thời gian dài, vẫn thiên độc diễm chứng, trước thời hạn bộc phát à. Khốn kiếp à. Tên này, thôi, ta cưỡng ép áp chế đi. Hắn cởi ra áo khoác, vô tận đợt khí ở quanh thân phun trào, hắn từ dương y dược bên trong lấy ra 108 cây châm cứu, dựa theo thân thể con người huyệt vị, lấy này cho Diêm Nhược Hân huyệt vị đâm vào châm cứu. Châm cứu bên trong bộc phát ra vô cùng là cường đại lực lượng, giống như nước biển rót ngược vậy, muốn cưỡng ép dập tắt trong cơ thể độc lửa. Hô hô hô, phịch, phịch, từng đạo thanh âm truyền ra. Tựa hồ Diêm Nhược Hân trong cơ thể, hai cổ lực lượng đang chém giết lẫn nhau va chạm như nhau. Nhưng là rất nhanh, 108 cây châm cứu nhanh chóng hòa tan, nhưng gặp Diêm Nhược Hân ấn đường bên trong tràn ra một đạo hỏa quang, ánh lửa ngất trời. Trực tiếp mở lên đại điện nóc nhà, rồi sau đó nhanh chóng hóa thành một con rồng lửa, trực tiếp bay tới Khương thần y chung quanh. Theo rồng lửa gào thét, trong đại điện nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Diêm Chấn Đông ra tay, đánh tan rồng lửa, mọi người vừa thấy Khương thần y đờ đẫn tại chỗ, rối rít lộ ra nghi ngờ thần sắc. Nhưng mà một khắc sau, Khương thần y toàn thân tan vỡ làm tan rã, trực tiếp hóa thành đầy trời cho tàn, bay tản ra tới. Mọi người không khỏi được bạo lui liền liền, thần sắc hoảng sợ, như lâm đại địch. Khương thần y, hóa thành cho tẫn. Trực tiếp bị vẫn thiên độc diễm chứng đốt thành cho tàn. Thật là bá đạo vẫn thiên độc diễm chứng à, đem đường đường một vị đến gần chém ách tồn tại, sống sờ sờ đốt thành cho tẫn, chỉ là ở chốc lát bây giờ mà thôi, lại có bá đạo như vậy năng lực. Hô hô, hô, mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Nhìn vạn niên hàn băng trên giường dẫy dụa Diêm Nhược Hân, trong chốc lát lại không dám tiến lên. Cái này vẫn thiên độc diễm chứng, có thể thiêu như vậy tu vi Khương thần y, đây chẳng phải là ý nghĩa, chúng ta cũng là kém không nhiều kết cục. Đi lên, là chịu chết à. Diêm Chấn Đông nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, chỉ có thể làm cuống cuồng. Diệp thần ôm tay mắt lạnh nhìn chăm chú chung quanh cái gọi là thần y bộ dáng chật vật,
đang muốn tiến lên thời khắc, đại điện ra nhưng là đi ra một vị thanh bào người. Thanh bào đầu người đội nón lá, cả người thanh bào đứng ở đám người bên trong không hề vượt trội, nhưng là đặc biệt ánh mắt và thần sắc, nhưng là đưa tới mọi người hoan hô. Cái này, đây là thần quốc đời này đệ nhất thần y. Đời này đệ nhất thần y lại muốn ra tay. Không nghĩ tới à, trước đây quá nhiều người, lão phu hoa mắt, lại có thể chưa từng thấy đệ nhất thần y ở chỗ này à. Trời may mắn à, đệ nhất thần y ở chỗ này, chính là được cứu rồi à. Một đám thần y hoan hô lên, treo tim lại lần nữa buông xuống đi. Thần quốc đời này đệ nhất thần y ra tay, y thuật và tu vi đều ở đây khương thần y và y đạo tử bên trên, tất nhiên là có thể thành công. Rất nhiều thần y hân hoan khích lệ, nhưng cũng không dám đến gần thanh niên thần y, một bộ phó bộ dáng cung kính, hiển nhiên là rất tôn kính vị này đệ nhất thần y, trong con người thậm chí toát ra cảm khái thần sắc, giống như ở xem sùng bái thần minh như nhau thành kính mà cung kính. Tông chủ, quá tốt, đời này đệ nhất thần y ra tay. Dù là thương cổ môn đám kia tánh bướng bỉnh không đến cứu chữa, tiểu thư cũng có thể bình yên vô sự. Bên cạnh, Trảm Ách cảnh trưởng lão vui mừng hướng Diêm Chấn Đông kể trước. Đệ nhất thần y Thanh Thu Vân. Tuổi còn trẻ liền ở thần quốc có lớn như vậy danh tiếng, đã từng liền đã chữa vô số người, bị muôn vàn người dân tôn xưng là đệ nhất thần y, hắn y thuật lại là xa ở trăm vị thần y bên trên. Hơn nữa, Đế Viêm Tông đã từng cùng Thương Cổ Môn có chút ân oán, cho nên, Thương Cổ Môn không muốn tới cứu giúp. Hiện tại đệ nhất thần y xuất hiện, hắn chính là mọi người hy vọng à. Đa tạ thần y, chạy tới cứu giúp tiểu nữ. Cảm tạ thần y, Diêm Chấn Đông tự mình nghênh đón Thanh Thu Vân, cảm khái vạn phần, ôm quyền kích động nói, đa tạ thần y cứu giúp. Không cần nhiều lời, ta bắt đầu cứu chữa, ngươi cùng đi sang một bên đi. Thanh Thu Vân thần sắc lãnh đạm, khá là cao ngạo, không những thứ khác người có cái gì đối thoại, vậy không có người và hắn có cái gì đối mặt, tự mình mở ra mình dương y dược, từ trong tuyển lựa đủ loại thánh dược. Diệp Thần đứng ở bên cạnh vừa thấy, trước mắt đệ nhất thần y Thanh Thu Vân, lại là một người cô gái. Một vị mang cái khăn che mặt, phụ nữ vô cùng đẹp, thanh bào mái tóc dài, lộ vẻ được phá lệ đẹp, giống như là lạnh lùng băng sơn vậy. Dù là mộc mạc thanh bảo cũng không thể che đỡ hắn dáng người thướt tha, có thể nói trời xanh vưu vật. Thần quốc đệ nhất thần y. Lại là một cô gái. Dùng vẫn là vàng bạc châm pháp, bất quá so y đạo tử tựa hồ hơn nữa tinh thông đạo này à. Diệp Thần đứng ở bên cạnh xem, ngược lại là muốn xem vị này thần quốc đệ nhất thần y, rốt cuộc có bản lãnh hay không. Thanh Thu Vân thấy vạn niên hàn băng trên giường Diêm Nhược Hân hết sức thống khổ. Trực tiếp tay trái kết ấn, một đạo dấu vết trực tiếp đánh trúng Diêm Nhược Hân ngực, rồi sau đó cường đại lực lượng rót vào trong đó, tựa hồ là lấy càng lực lượng mạnh chế trụ Diêm Nhược Hân trong cơ thể độc lửa. Hô 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 hô, hô hô, đi đôi với tiếng hít thở nặng nề truyền ra. Diêm Nhược Hân bình tĩnh lại, thần sắc không thống khổ nữa, ngược lại là vô cùng là thư ý. Thanh Thu Vân khẽ gật đầu, tựa hồ thủ đoạn mình vô cùng là không tệ, đưa đến hiệu quả. Không hổ là thần quốc đệ nhất thần y à. Thần y không hổ là thứ nhất à. Thanh thần y đơn giản là trẻ tuổi tuấn tài à, vừa ra sân liền chế trụ cái này cường đại vẫn thiên độc diễm chứng. Cực kỳ lợi hại à. Thật là so khương thần y và y đạo tử, cường đại quá nhiều à, trực tiếp ra tay liền chế trụ à. Một đám thần y cảm khái liền liền, mỗi người thả ra thần niệm dò xét, lúc này mới phát hiện Diêm Nhược Hân trong cơ thể độc lửa quả nhiên bị chế trụ. Lại có chút hưng phấn, mình các người thành tựu thần y, thúc thủ vô sách thời khắc, thậm chí khương thần y ra tay ngược lại bị độc lửa đốt thành cho tẫn, không nghĩ tới đệ nhất thần y ra tay, lại có như vậy hiệu quả à. Ngươi như vậy, là muốn chịu chết sao? Ta nguyên lấy là, người biết giống như là y đạo tử và khương thần y như vậy, vận dụng vàng bạc kim thuật, hoặc là bát quái ngũ huyền chất. Không nghĩ tới, ngươi trực tiếp dùng pháp thuật hệ nước thì lực lượng cưỡng ép áp chế độc lửa. Người đây là đang đùa lửa à? Diệp Thần hết sức không vui, trước mắt cái này thần y đang làm cái gì? Người gặp mặt qua đối với nham thạch nóng chảy, trực tiếp tạt nước à? Y đạo tử và khương thần y trực tiếp tạt nước, nước thiếu ngay tức thì bị bốc hơi, trực tiếp để cho bọn họ hai cái một tầng tổn thương vừa chết.
hiện ở nơi này đệ nhất thần y ngược lại là tốt, trực tiếp đem con sông ở giữa nước tưới xuống, trực tiếp tưới ở nham thạch nóng chảy lên, đây không phải là tự tìm cái chết mà. Người đây là đang chọc giận Vẫn Thiên độc diễm chứng. Chưa dùng tới một khắc thời gian, độc lửa lập tức sẽ bộc phát ra, đến lúc đó, người sợ là cái kế tiếp Khương thần y à. Diệp thần lạnh nói nhắc nhở, Diêm Nhược Hân trong cơ thể độc lửa, căn bản không phải tầm thường độc lửa, không thể nào là dùng pháp thuật hệ nước tắc lai cưỡng ép chân áp. Thời gian một dài, ngược lại pháp thuật hệ nước thì lực lượng càng sẽ bị hắn chiếm đoạt, tới tăng cường độc lửa lực lượng, đến lúc đó bộc phát ra, vị này đệ nhất thần y là muốn đưa không chết được. Người căn bản không hiểu y thuật. Hoặc là nói, người hoàn toàn chính là một nửa thùng nước. Diệp thần lời nói, không chỉ không có đưa tới Thanh Thu Vân chú ý, ngược lại là đưa tới hàng loạt thần y và đế viêm tông mọi người tức giận. Con rùa khốn khiếp. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì à? Đứa nhỏ, ta cảnh cáo ngươi. Chớ nói bậy bạ, cái này thật vất vả khống chế được tình huống, ngươi phải làm gì à? Hai vị thần y hướng về phía Diệp thần chính là một hồi gầm thét. Cái thứ ba thần y lại là trực tiếp xông lên, và Diệp thần mặt đối mặt, nói thằng nhóc, ta cảnh cáo ngươi, đây là Vẫn Thiên độc diễm chứng, không phải cái gì tầm thường tất cả bệnh nặng độc, ngươi tốt nhất cho ta im miệng, Khương thần y và y đạo tử. Cái nào không phải đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, nhưng đều là không cách nào đối phó bệnh chứng này, ngươi chính là một cái vô danh tiểu tốt, dài dòng cái gì à? Không tệ. Ngươi thằng nhóc thúi này dài dòng cái gì à? Cút đi à? Cút đi à? Thằng nhóc thúi, không biết cái gọi là, không thấy được đã khống chế được à? Pháp thuật hệ nước thì đại viên mãn, có thể đối kháng hết thảy. Một đám thần y gầm thét liền liền. Cho dù là tông chủ đế viêm tông Diêm Chấn Đông, đều nói tiểu huynh đệ, cẩn thận nói à, ta để cho ngươi đi vào, không phải để cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ, nếu là cắt đứt cái này là thần y cứu chữa, tiểu nữ coi như nguy hiểm à, còn hy vọng ngươi có thể giữ yên lặng. Diêm Chấn Đông lời nói ngược lại là khách khí. Hắn mặc dù không tin tưởng Diệp thần giải thích, nhưng là đoạn thời gian này, hắn đối với bất kỳ một người nào thần y đều là một mực cung kính. Thấy một màn này, Diệp thần cũng không lời nói cái gì, xoay người liền đi. Rất nhiều thần y thấy được Diệp thần đi, như cũ lửa giận khó tiêu, từng cái đứng tại chỗ, khi thì ngắm nhìn trên giường bệnh tình huống, khi thì nhìn về phía Diệp thần rời đi hình bóng, một đám thần y nếu không phải không quá sở trường tác chiến, sợ không phải có người sẽ đi lên đối phó Diệp thần. Đệ nhất thần y Thanh Thu Vân vẫn còn ở áp chế, kéo dài một lát. Nhưng là dần dần, Thanh Thu Vân xuất mồ hôi chán, thần sắc có cái gì không đúng, nói nhỏ, không đúng, những thứ này độc lửa lực lượng không có như thế mạnh mẽ à, đại viên mãn cảnh pháp thuật hệ nước thì, phối hợp vực sâu trọng thủy, lại có thể không áp chế được cái này loại độc lửa. Không đúng, không đúng, cái này loại độc lửa có vấn đề, có thể hấp thu nước lực lượng, ngược lại tăng cường mình. Không tốt, Thanh Thu Vân chỉ gian nặn động quy luật, trực tiếp trốn vào trong hư không. Nhưng gặp một khắc sau, Diêm Nhược Hân trong cơ thể hiện ra một cổ cực mạnh lửa cháy mạnh lực, tạo thành đếm con rồng lửa, uy năng vẫn còn ở trước đây giết chết Khương thần y bên trên, quanh quẩn vạn năm giường bệnh bay lượn, thậm chí một lần đem vạn năm giường băng cũng cho hòa tan hơn nửa. Mọi người lại là vội vàng lui về phía sau, căn bản không dám cùng rồng lửa có cái gì tiếp xúc. Cho đến chốc lát sau khi đi qua, rồng lửa tiêu tán, Diêm Nhược Hân rơi vào ngắn ngủi đang hôn mê, hư không vỡ vụn. Đệ nhất thần y Thanh Thu Vân rồi mới từ trong hư không đi ra, một mặt không biết làm sao, không nghĩ tới đích thân ra tay cũng không được công, nếu không phải mình vô cùng là bén nhạy, sợ rằng giờ phút này vậy sẽ bước vào theo gót, cùng Khương thần y như nhau hóa thành cho tàn. Hô hô, hô hô, cái này độc lửa lại có thể như thế mạnh à. Thanh Thu Vân từ trong hư không đi ra, nhưng là phát hiện mình cánh tay trái bị đả thương. Thậm chí ngũ tạng lục phủ đều có chút bị chấn động lệch vị trí. Không nghĩ tới, mình núp ở trong hư không, suýt nữa hư không bị đánh nát, từ đó bị rồng lửa đánh chết. Thanh thần y, như thế nào à? Diêm Chấn Đông tiến lên thẩm vấn trước, mặt đầy lo lắng thần sắc để cho Thanh Thu Vân đều có chút chù trừ. Thanh Thu Vân than thở một tiếng, nói cái này loại độc lửa quá mạnh mẽ, ta cộng thêm mình pháp thuật hệ nước thì và đặc thù trọng thủy. Đều không cách nào áp chế, ngược lại là bị nó hấp thu lực lượng,
nếu không phải tránh nhanh hơn, sợ rằng ta cũng được mất mạng tại chỗ à. Lời này vừa nói ra, Diêm Chấn Đông giống như mất hết thảy tựa như, mất hết ý chí đứng ở bên cạnh, ngắm nhìn vạn niên hàn băng trên giường Diêm Nhược Hân, than thở liền liền. Hắn từng bước một đi tới trước giường, khẽ vuốt ve Diêm Nhược Hân chán, tự lẩm bẩm, Nhược Hân, ngươi sợ là hết cứu, đáng tiếc là cha chưa hoàn thành ngươi nguyện vọng, Nhược Hân à, ngươi làm sao số mạng khổ như vậy à? Nhược Hân, ngươi còn nhớ khi còn bé, và phụ thân một khối mà bước lên thần quốc biển mây núi sao? Nhược Hân, ngươi đi sau này, phụ thân sẽ đem ngươi chôn ở biển mây núi. Nhược Hân, đệ nhất thần y, Thanh Thu Vân đều nói không có biện pháp. Nhược Hân, còn có thể như thế nào à? Lần này, sợ rằng thật cũng không cứu à? Đệ nhất thần y, thần quốc trừ đi thương cổ môn, chính là chính công y các nhận chứng đệ nhất thần y, thậm chí đã từng cứu chữa qua trảm ách cảnh 9 tầng trời đỉnh cấp nhân vật, cái này cũng nói không có biện pháp à? Chờ một chút, ta bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện tình. Ta ở cứu chữa Diêm tiểu thư thời khắc, bên tai tựa hồ nghe được một cái thanh âm. Thanh Thu Vân thần sắc có chút nghi hoặc, nói cái thanh âm kia, tựa hồ là nói, ta làm hết thảy cũng là sai lầm, ta pháp thuật hệ nước thì không chỉ có không cách nào áp chế, ngược lại sẽ bị hắn chiếm đoạt, tăng cường độc lửa lực lượng, cái thanh âm này, ban đầu ta không để ý. Nhưng là hiện tại suy nghĩ một chút. Tựa hồ là hợp lý. Cái thanh âm này, còn nói ta đỉnh hơn áp chế một khắc thời gian sau độc lửa sẽ lần nữa bùng nổ. Đúng, một cái bạch bào thần y chợt nói, thật giống như, những lời này là cái đó rời đi tiểu tử nói, hắn nói một khắc thời gian sau sẽ lại lần nữa bùng nổ, nhưng thật giống như thật sự là đi qua một khắc thời gian liền bộc phát à. Một khắc thời gian, liền bùng nổ. Cái này hai cái từ ngữ hiện lên đang lúc mọi người đầu óc bên trong. Bùng nổ thời gian, thật vừa lúc là một khắc thời gian à. Chẳng lẽ, Diệp Thần nói là sự thật, hắn đã sớm biết rồi, đệ nhất thần y không cách nào cứu chữa Diêm tiểu thư. Thanh thần y, cái thằng nhóc đó nói là thật à. Diêm Chấn Đông nhanh chóng đứng dậy tới, nhìn chăm chú đệ nhất thần y Thanh Thu Vân, thần sắc kiên nghị, hỏi, hắn không có nói đùa. Đúng. Thanh Thu Vân gật đầu, không khỏi được than thở một tiếng, đi cỡ đó, nói có lẽ cái thằng nhóc đó, nói có thể là thật, có lẽ hắn thật sự có biện pháp cứu chữa Diêm tiểu thư, Diêm tông chủ không ngại đi thử một lần đi. Tông chủ, tới, cái thằng nhóc đó, ghi danh thời điểm, tên là Diệp Thần. Bây giờ là cư trú tại trong thành Phúc Tới trong khách sạn. Trảm ách cảnh trưởng lão, tự mình đi điều tới thần y hết thảy tin tức. Diêm Chấn Đông nghe xong, ánh mắt lại lần nữa bén nhạy, nói có lẽ, Diệp Thần có thể cứu chữa Nhược Hân. Hắn nhìn rất nhiều thần y, dừng lại chốc lát, rồi sau đó ôm quyền nói, các vị, xin thứ cho ta thất lễ. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp ngự không ra, chạy thẳng tới trong thành chỉ phúc khách tới sạn đi. Đại điện bên trong, một đám thần y chố mắt nhìn nhau, đây gọi là chuyện gì à? Chân trước cầm người đuổi đi. Chân sau lại được chạy tới cầm người mời về à? Thanh thần y, cái này Diệp Thần, thật sự có cứu chữa Diêm năng lực của tiểu thư sao? Một vị lão thần y thẩm vấn trước. Thanh Thu Vân trầm tư chốc lát, nói, hắn có thể đoán trước nghĩ đến ta làm hết thảy hậu quả là cái gì, loại năng lực này duy chỉ có ta sư tôn mới có, nếu như không giả nói, Diêm tiểu thư trên người vẫn thiên độc diễm chứng, sợ rằng thật cần người này tới cứu chữa. Diệp Thần, nơi này nơi nào nhô ra cường giả trẻ tuổi à? Tu vi không thấp, y thuật lại có thể cũng có như thế cao. Đế Viêm Thành bên trong. Diêm Chấn Đông trực tiếp đi đến phúc khách tới sạn, bước vào khách sạn ngay tức thì, liền nhìn thấy ở lầu 2 uống rượu Diệp Thần, vội vàng tiến lên tới, không để ý người bất kỳ ánh mắt, trực tiếp hướng Diệp Thần ôm quyền cúi người chào nói, Diệp tiên sinh, mời theo ta trở về, cứu chữa tiểu nữ. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Diêm Chấn Đông xuất hiện ngay tức thì để cho chung quanh nổ tung nồi. Đây là Diêm Tông Chủ. Diêm Tông Chủ. Diêm Tông Chủ lại có thể ở mời một người thanh niên à? Cái này người thanh niên là ai à? Lại có thể để cho Diêm Tông Chủ tự mình mời, sợ không phải cái gì cao cấp đại phái con em chứ? Trong khách sạn, rất nhiều uống rượu người ăn cơm bàn luận sôi nổi.
Diêm Chấn Đông nhưng là không để ý tới sẽ, lại lần nữa ôm quyền cúi người, nói tiểu nữ sâu sắc bệnh đau hành hạ, mà nay, có thể chỉ có tiên sinh có thể cứu trị tiểu nữ, ta Diêm Chấn Đông trước đây có mắt không biết Thái Sơn, mắt chó coi thường người, xin Diệp tiên sinh, đại nhân bất kể tiểu nhân qua, hồi Đế Viêm Tông cứu chữa tiểu nữ đi. Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh, nghe Diêm Chấn Đông từng lần một kêu mình tên chữ. Diệp thần để ly rượu xuống, nhìn về phía Diêm Chấn Đông, nói, không trị. Tựa hồ là các ngươi không để cho ta trị, không sai đi. Một khắc sau, để cho Diệp thần bất ngờ chuyện xảy ra. Diêm Chấn Đông lại trực tiếp quỳ xuống. Không không không, Diệp tiên sinh, ta là trước đó lỗ mãng nói xin lỗi ngài. Diêm Chấn Đông dừng lại chốc lát, thấy được Diệp thần không chút nào tha thứ mình ý kiến, hít thở sâu một hơi. Nói, chỉ cần ngươi cứu con gái ta, ta có thể cho ngươi hai chuôi tuyệt khí, đây là ta nơi có thể lấy ra cực hạn. Hơn nữa ta ở thần quốc cũng coi là thực lực không kém cường giả, thậm chí ta có thể là ngài ra tay ba lần, vô luận đối phương là ai. Diệp thần ngược lại có chút bất ngờ. Như vậy cấp cường giả khác, ra tay một lần đều đủ để cho một khối chấn động. Mình bây giờ tuyệt đối không phải Diêm Chấn Đông đối thủ. Không nghĩ tới. Diêm Chấn Đông vì cứu nữ nhi, lại có thể nguyện ý vì mình miễn phí ra tay ba lần. Diệp thần vừa định đáp ứng. Phốc thông. Đi đôi với một đạo nặng nề tiếng vang truyền ra. Diệp thần sững sốt một chút, quay lại nhìn về phía Diêm Chấn Đông, nhưng gặp trán của đối phương rịn ra máu. Diệp tiên sinh. Chỉ cần ngươi cứu con gái ta, dù là ngươi để cho ta lên núi đao xuống biển lửa. Ta cũng không sợ hãi. Diêm Chấn Đông được đại lễ như vậy, chỉ là khẩn cầu Diệp thần cho con gái mình chữa trị. Đồng thời vậy vì thế trước xem thường Diệp thần cử động làm giá, cần phải lấy này đổi được Diệp thần tha thứ. Ngươi dậy đi. Ngươi cũng là một tốt phụ thân, ta cũng không cùng ngươi hơn vòng vo. Diệp thần liền vẫy tay không gian chuyển đổi, mình và Diêm Chấn Đông đều tiến vào phòng riêng bên trong. Hắn hít thở sâu một hơi, nói ta có thể cứu con gái ngươi. Nhưng là ta cần các ngươi Đế Viêm Tông mồi lửa, Đế Lâm Hỏa, nó đối với ta rất trọng yếu, cho nên, thành tựu cứu trị giá phải trả, ngươi phải đem Đế Lâm Hỏa cho ta. Đế Lâm Hỏa, Đế Viêm Tông chân quý nhất đồ, đồng thời cũng là Đế Viêm Tông đè đáy dương bảo vật, Diệp thần như vậy lời nói, cũng không biết Diêm Chấn Đông phải chăng sẽ đáp ứng. Nhưng mà, không tới chốc lát bây giờ, Diêm Chấn Đông trực tiếp nói, có thể. Mặc dù Đế Lâm Hỏa do mấy vị thái thượng trưởng lão trông coi, nhưng là ta thành tựu tông chủ, có quyền lực cầm ra tương ứng đổ cho thái thượng trưởng lão, đem Đế Lâm Hỏa đổi được, ngươi muốn, ta hoàn toàn có thể cho ngươi. Diêm tông chủ, ngươi lại nữa ba suy tính một chút. Cái này loại ngọn lửa có thể cực kỳ khó được, Diệp thần lặp đi lặp lại thẩm vấn trước. Diêm Chấn Đông nhưng là đứng dậy lắc đầu một cái, không suy nghĩ. Hắn thần sắc có chút thâm thúy. Càng nhiều hơn chính là than thở và không biết làm sao, nói, thêm nữa, Đế Lâm Hỏa, từ Khai Sơn lão tổ sử dụng qua sau đó, trong tương lai vạn năm đều không từng có người có thể đủ sử dụng. Trông nom một cái như vậy bảo bối, cũng là không có chỗ hữu dụng. Không bằng, giao cho Diệp tiên sinh ngươi, ngược lại có thể người dùng đúng việc đi. Nghe những lời này, Diệp thần ngược lại là coi trọng Diêm Chấn Đông mấy phần, đứng dậy nói, sảng khoái. Vậy thì đi thôi. Hắn cùng Diêm Chấn Đông ngự không bay trở về Đế Viêm Tông, dọc đường hỏi, Diêm Nhược Hân tiểu thư, cái này vẫn thiên độc diễm chứng là tiên thiên đưa đến chứ. Hàng năm tái phát một lần, nhưng là đi đôi với một cái ba tháng, cũng chính là ba tháng sẽ có một lần nhỏ bùng nổ chứ. Một năm một lần bùng nổ thời điểm, cả người máu tươi bị cháy, phải lấy máu mới có thể trị liệu, lấy máu sau thân thể yếu ớt đến trình độ cao nhất, thậm chí có mất mạng nguy cơ đi. Hơn nữa bùng nổ là liên tục bùng nổ, chí ít 7 lần trở lên chứ. Những lời này vừa ra. Diêm Chấn Đông tâm thần chấn động một cái, hơn nữa xác định Diệp thần có cứu chữa con gái mình năng lực. Bởi vì những thứ này bệnh phát tần số và triệu chứng, cho dù là những thần y kia cũng không tra được, cần lặp đi lặp lại tinh tế khám xem kỹ mới có thể ra được kết luận. Nhưng mà, Diệp thần tiên sinh chỉ là nhìn một hồi, liền có thể cho ra độc nhất vô nhị kết luận. Tất nhiên là thần y. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 128.